Tú Anh xin được mến gửi lời chào thân ái nhất đến quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Radio. Thật vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Tú Anh sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 4 vô cùng hấp dẫn của bộ truyện. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho Tú Anh bằng cách nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có truyện mới. Like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thư giãn. Ánh ban mai lấp ló sau chiếc rèm cửa vô tình đánh thức Hứa Đình Viễn. Anh nhìn dáng người bé nhỏ vẫn đang ngủ say sưa mà mỉm cười rồi hôn lên trán của cô một cái. Cô đã bớt bài xích anh nhiều rồi, chỉ cần anh cố gắng, có lẽ một ngày không xa, cả hai người có thể cùng nhau có cái kết thật là viên mãn. Hứa Đình Viễn rời khỏi giường rồi bước ra khỏi phòng. Bây giờ vẫn còn sớm, anh chủ động chuẩn bị bữa sáng. Nó là chuẩn bị cho Oai thôi, nhưng mà thực ra cũng chỉ là hamburger, từ nguyên liệu có sẵn. Anh nấu thì có khi hỏng cả bếp luôn đấy chứ. Sau khi xong xuôi, anh bày trí ra đĩa. Phần của Hiểu Thi còn không quên tạo hình trái tim bằng tương ớt ở trên mặt bánh nữa. Lúc này ở trên phòng, Hiểu Thi hốt hoảng vệ sinh cá nhân. Hôm nay cô dậy muộn, chỉ sợ chuẩn bị không kịp, anh sẽ muộn làm. Cô vội vàng phóng như bay xuống nhà. Người đàn ông đang đứng trong căn bếp, dáng vẻ trông vô cùng cuốn hút, bờ vai rộng lớn tôn lên sau lớp áo sơ mi màu đen. Khuôn mặt nghiêm túc chú tâm làm cho người ta không thể nào rời mắt. Bộ dáng của cô đứng đó không khác gì chúng phải buổi yêu. Chào buổi sáng, em yêu. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên anh nói chuyện như vậy, nhưng thật sự cô vẫn không thể nào thích ứng kịp. Cô bước tới bàn ăn, trước mặt cô là chiếc hamburger đã chuẩn bị sẵn, cộng thêm cả hình trái tim đỏ chói cả mắt. Chẳng có tí thẩm mỹ nào cả. Em nói như vậy là đang tổn thương đến chồng em rồi đấy. Cô bật cười, nụ cười tự nhiên hiếm hoi đã lâu rồi chưa nở. Không biết từ bao giờ mà cái gọi là nụ cười công nghiệp luôn hiển hiện trên khuôn mặt kể từ ngày đối mặt với sự xô bồ trong cuộc sống chốn phồn hoa đô thị. Mỗi lần cười như vậy trong lòng cô cũng chẳng có gì là thoải mái. Nhưng giờ đây, ở trước mặt anh, cô được là chính mình, được phát ra cảm xúc của mình một cách tự nhiên nhất. Xem ra trong lòng cô, anh đã chiếm một phần khá quan trọng rồi. Em ăn đi. Cảm động không nói nên lời à? Đây đâu phải lần đầu tiên em thưởng thức hương vị của anh chứ. Hương vị con khỉ khô. Cô nguyết anh một cái rõ dài rồi thử miếng đầu tiên. Đánh giá khách quan thì cũng khá ngon. Cô giơ ngón cái trước mặt anh tỏ ra khen ngợi. Hứa Đình Viễn thấy như vậy thì vô cùng tự hào. Lâu lâu khóe môi lại cong lên. Kiếp, mới sáng sớm ra đã phát cẩu lương rồi. Nguyệt Cầm nhìn một màn tình tứ này, từ nãy giờ không thể nào chịu nổi, buộc phải lên tiếng. Tính giày cao gót va xuống sàn nhà, tiến đến bên cạnh Hiểu Thi, cuối cùng là hòa với tiếng kéo ghế. Nhìn trên bàn chỉ vỏn vẹn hai phần ăn, Nguyệt Cầm đã biết bữa sáng này nhất định là do anh trai của mình chuẩn bị. Cô bực mình chất vấn. Anh cố tình có đúng không, đại ca? Lần nào anh cũng chỉ chuẩn bị có mỗi hai phần. Còn đồ trong tủ lạnh đó, tự làm đi, nhóc con. Nguyệt Cầm chu môi lên, cười xòa. Em đùa thôi, em ăn sáng ở bên ngoài đây. Động tác giang dở của người đàn ông tự dưng dừng lại, ngước mắt lên nhìn. Khuôn mặt lập tức tối sầm, giọng nói lạnh lẽo, trầm thấp. Lớn rồi, anh không muốn nói nhiều đâu đấy. Làm gì thì làm, đừng để bản thân mình cũng đánh mất luôn. Hiểu Thi tròn mắt nhìn anh. Hiếm khi nào cô thấy anh nghiêm giọng với em gái, lại còn nói ra những lời khó hiểu. Anh yên tâm đi, em có phải là trẻ con nữa đâu. Ánh mắt Nguyệt Cầm dường như là muốn né tránh, chỉ thấy hình bóng cô vội vàng cầm chiếc túi xách và rời đi. Hiểu Thi nhìn theo, tà váy bay bay khuất dạng sau cánh cửa lớn. Cô quay sang nhìn anh, ái ngại lên tiếng. Dù sao cũng là con gái, anh nói như vậy không sợ Nguyệt Cầm buồn à? Anh thở hắt ra một hơi, đôi mắt thâm trầm hiện ra đầy âu lo. Vậy em khuyên đi, anh em cãi nhau trong lòng anh nào có vui vẻ chứ?
Cái đồ bướng bỉnh. Thôi em ăn sáng đi rồi còn đi học nhé. Cô không còn tâm trạng để ăn nữa. Thực ra mà nói, bởi vì yêu cầu của anh nên cô mới làm bữa sáng. Mới duy trì được 2-3 ngày thì anh lại tranh làm. Cô ngủ quên cũng không gọi dậy, lại còn đích thân vào bếp nữa. Khó hiểu thật đấy. Nếu em không ăn được thì chuẩn bị rồi đi học đi. Anh đưa em đi. Cốc nước vừa cầm lên lại đặt xuống. Cô xua tay. Không được không được. Anh nói là không muốn ai biết mối quan hệ của chúng ta cơ mà. Anh quên rồi à? Câu trả lời kia vô tình xoáy chặt tâm can của Hứa Đình Viễn. Anh cứ nghĩ thời gian này cả hai người đã rút ngắn khoảng cách hơn rồi. Cô sẽ vì điều đó mà thoải mái công khai. Hóa ra đều là do anh tự mình mơ tưởng hão huyền. À ừ nhỉ, anh quên rồi. Cô xách cặp định rời đi thì đã bị bàn tay to lớn giữ chặt. Bàn tay đó như đang giữ lấy chút hy vọng mong manh, sắp vỡ tan. Em còn phải đi học. Anh có gì muốn nói thì nói nhanh một chút nha. Nghe lời nói có phần vô tư kia, vô tình làm cho bàn tay anh buông lỏng. Anh nhìn hướng tới một nửa hình trái tim bằng tương ớt, rồi thở dài một hơi. Không có gì đâu, em đi đi. Cô rụt tay về và bước đi. Anh dõi theo bóng lưng bé nhỏ đó, thở dài một hơi nặng nề. Suy cho cùng đều là lỗi của anh. Có lẽ do anh đã quá nóng vội mới khiến cho cô đầy phòng bị như vậy. Sau này anh cần phải tiết chế hơn. Trong một nhà hàng sang trọng, bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng tách miếng steak, sau đó cho vào trong miệng. Từng hành động nhỏ nhất đều thu vội vào tầm mắt của người đàn ông đối diện. Sau mấy ngày rồi mà đến tận hôm nay em mới gặp anh chứ? Nguyệt Cầm tròn mắt, cô dừng động tác dang dở, cố gắng giải thích. Anh thông cảm cho em chút đi, người ta cũng nhớ anh lắm. Hôm nay có cơ hội liền gặp anh luôn còn gì nữa. Nếp nhăn trên trán của Dương Tùng Quân giãn ra, anh ta nhanh chóng nở ra nụ cười. Anh trách em cũng là bởi vì anh quá nhớ em thôi, em đừng nghĩ gì nha. Em biết mà, chỉ cần chúng ta có thể ở bên nhau là em vui lắm rồi. Khóe môi người đàn ông thoáng nhếch lên. Cô ấy vẫn như vậy yêu anh đến bất chấp điên cuồng. Một cô gái tốt như thế làm sao mà anh có thể nhẫn tâm bỏ đi. Còn nhớ ngày đó ông bà Hứa không tiếc tiền dàn cảnh cho con gái xem. Vốn dĩ anh ta còn phải làm cả công đoạn ngã ra đất, máu me đầy người. Nhưng mà không ngờ người con gái anh yêu lại yếu tim đến thế. Chưa gì đã ngất rồi. Vậy cũng tốt, anh đỡ tốn sức. Anh chỉ biết rằng sau đó hình như họ đưa Nguyệt Cầm vào trong bệnh viện, nói rằng anh đã mất mạng. Nhưng sự thật thì sao chứ? Họ đưa anh mấy tỷ bạc và khiến anh rời khỏi nơi này, tránh xa con gái họ, càng xa càng tốt. Một kẻ chạy xe ôm, đội nắng đội mưa suốt ngày, chỉ có vài ba tờ bạc, may mắn va vào một núi vàng không đáy. Kẻ không nhặt đúng là kẻ ngu. Đứng trước lợi ích và tình yêu rẻ tiền, tất nhiên anh ta không dại gì mà chọn phương án thứ hai. Huống chi cô con gái ngu ngốc của họ đã lên giường với anh. Món hời như vậy, dù có cút xa mãi mãi khỏi đây, cũng là anh có lợi. Có điều mấy tỷ cũng chỉ là vật ngoài thân. Ngoài cách mạo hiểm này ra không còn cách nào khác. Hơn nữa Nguyệt Cầm vẫn còn tình cảm với anh, lợi dụng một chút lấy số lẻ trong gia tài nhà cô thôi cũng khiến cho anh ta ung dung sống đến cuối đời. Trông dáng vẻ lộ rõ ý cười của Dương Tùng Quân, đoán biết anh đang vui, Nguyệt Cầm ngập ngừng một lúc sau đó gặng hỏi. Anh này, vậy anh định bao giờ sẽ cưới em? Dương Tùng Quân giật mình. Câu hỏi đó giống như là con dao chí mạng đẩy anh ta vào ngõ cụt. Em hỏi cái gì thế? Tất nhiên là anh sẽ cưới em rồi. Chỉ là bây giờ anh đang bận lo cho tương lai của chúng ta. Anh muốn chúng ta sẽ có đám cưới trọn vẹn nhất. Người ta thường nói con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt. Nguyệt Cầm cũng là con gái. Tất nhiên lời nói đó là một tấm khiên kiên cố giúp cho lòng tin của cô đối với người đàn ông này càng trở nên vững chắc hơn. Đôi mắt lo lắng, bất an ban nãy giờ đây đã sáng rực rỡ. Vậy là sau bao nhiêu năm, cuối cùng thì hai người cũng có cái kết đẹp rồi. Những ngày sau đó, Nguyệt Cầm đã bị Hứa Đình Viễn phát hiện ra. Cô lén lút đi gặp Dương Tùng Quân. Anh lập tức cấm cản em gái. Dẫu vậy, cô cũng không lấy gì là tức giận. Bởi vì dù sao thì anh cũng đã trao cho cô một lời hứa. Đó cũng chính là lý do khiến cho cô yên tâm bội phần. Thời gian này bận rộn,
Tiểu Thi suýt nữa quên mất tối nay là sinh nhật Hạo Nam. Nếu không phải cậu bạn dấu yêu gọi điện mời thì có lẽ là cô không nhớ được. Cậu bạn này của cô trước giờ không thiếu gì ngoài vật chất xa hoa, cho nên cô chi bằng tự tay nướng chiếc bánh làm quà cho cậu ấy. Mọi người đều đi hết rồi, chỉ còn mỗi mình cô và Thím Loan ở nhà. Thím Loan cũng dọn dẹp bên ngoài vườn nên chỉ còn có mình cô ở trong bếp. Có tiếng chuông điện thoại vang lên, Hạo Nam gọi đến. Từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói cợt nhả quen thuộc. Tối nay ở quán Ba Nai nha. Không đi đâu, đem quà tới thôi. Dù sao chiều tối cô cũng phải đi học taekwondo. Hơn nữa ông thầy kia khó tính, nghỉ thế nào được mà nghỉ. Nghe câu trả lời như vậy, Hạo Nam lập tức kỳ kèo. Năm nào cậu cũng gửi cho tôi một tấm thiệp và đi về, năm nay phải khác chứ. Hai vợ chồng cậu giống nhau thật đấy, kẻ nào kẻ đó đều gạt tôi sang một bên. Suýt chút nữa cô quên mất Hứa Đình Viễn cũng là bạn của Hạo Nam. Tối nay tôi bận rồi, phải đi học, không xin nghỉ được. Cậu bảo chồng cậu xin nghỉ cho. Tên đó cái gì mà chẳng biết làm. Cô mím môi, nhờ anh xin nghỉ xong. Nhưng bạn bè Hạo Nam khá nhiều, hơn nữa cô cũng không thích đến những nơi như vậy. Quán bar cũng nhắc cho cô một quá khứ chẳng có gì là vui vẻ. Thôi được rồi, tối nay tôi sẽ gửi quà cho cậu nhé. Thống nhất thế đi, tôi còn phải đi học. Cậu không dám nhờ Hứa Đình Viễn à? Thế thì để tôi... Tắt máy rồi, con nhóc này đúng là... Lúc này đây ở một nơi khác. Tôi đã nói là không đi rồi còn gì nữa, cậu phiền phức thật đấy. Cậu xin nghỉ một buổi cho Hiểu Thi đi, giúp tôi đi mà. Hứa Đình Viễn nghe tên cô thì giật mình, điện thoại đang yên đang lành trên bàn lập tức áp sát tai. Cô ấy có đến sao? Muốn đến lắm, nhưng mà ngại nhờ cậu xin thầy, cho nên tôi hỏi hộ cô ấy đây này. Hứa Đình Viễn đắn đo một lúc, sau đó đồng ý với yêu cầu của Hạo Nam. Nhưng mà nơi tổ chức hình như không được ổn cho lắm. Đổi địa điểm sang nhà hàng đi, Hạo Nam. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói bức xúc. Sinh nhật cậu hay là sinh nhật tôi đấy, Đình Viễn? Thẻ là của tôi. Thôi được rồi, tất cả nghe theo sự sắp xếp của đại ca đi. Đôi mắt sâu thẳm kia trở nên bối rối. Anh gác lại số liệu chưa xử lý sang một bên, rồi nghiêm túc nói với Hạo Nam. Nhưng có tôi xuất hiện ở đó, cô ấy chưa chắc đã đi đâu. Một giọng cười giễu cợt vang vang làm cho anh nhức đầu. Biết ngay thế nào tên cà lơ phất phơ này cũng cười anh mà. Đời sống vợ chồng của hai người thú vị quá nhỉ, trước né nhau lắm cơ mà. Xem ra tôi chuẩn bị có con nuôi rồi. Tôi thích con gái lắm, nên đặt tên là gì đây? Cậu thèm búa có đúng không, Hạo Nam? Lâu lâu mới trêu chọc được cái tên cục mịch lầm lì này, Hạo Nam cực kỳ khoái chí. Cậu yên tâm, tối nay tôi sẽ nhường hết cả spotlight cho vợ chồng cậu, đảm bảo là một cuộc tình bể bình luôn. Tôi có nói là tôi sẽ đến đâu. Cậu điên à? Nhất định phải đến đấy, Đình Viễn. Nếu cậu không đến tôi sẽ buồn lắm cho mà xem. Năm nào cũng không có mặt, vợ chồng các cậu định hắt hủi tôi đấy à? Nói tóm lại tôi không biết đâu, nhất định phải đến đấy, Đình Viễn. Nghe giọng điệu kia, anh nổi hết cả da gà. Tên này đúng là chỉ giỏi bày trò thôi. Nói ít thôi, tắt máy đây. Dập máy lần hai. Thôi được rồi, không sao. Tối nay anh đấy nhất định sẽ buộc hai người này với nhau. Mới nghĩ thôi là thấy kích thích lắm rồi. Trường Hiểu thì thật sự không hiểu nổi. Mấy năm trước Hạo Nam đâu có ép cô đi dữ dằn như vậy đâu, mà hôm nay lại gọi điện tiếp rồi. Tôi đã nói không đi là không đi mà. Đi đi, tôi đã nhờ Hứa Đình Viễn xin nghỉ cho cậu rồi. Cậu còn vướng bận gì nữa đâu mà không đi được. Mặt cô mở to, không tin vào tai mình. Trời đất ơi, bạn cô đang làm cái trò gì vậy chứ? Tôi có cần cậu phải nhiệt tình như vậy đâu. Nói tóm lại là tôi không đi, Hạo Nam. Tôi đổi địa điểm sang nhà hàng rồi, không tổ chức trong quán bar nữa. Đi đi mà, năn nỉ cậu đấy, Nancy. Gọi luôn cả biệt danh luôn rồi, lại còn đổi sang nhà hàng. Tên này đổi đúng là chuyện lạ thật, nhưng mà nếu đổi thì cô sẽ tới cho Hạo Nam vui. Còn một chuyện này nữa cô muốn hỏi. Vậy Hứa Đình Viễn có đến không?
Cậu ta trăm công nghìn việc, tới thế quái nào được. Anh không đến sao? Trong lòng cô chợt xẻ ra làm hai thái cực, vừa muốn cùng anh lại vừa muốn giấu đi mọi thứ. Đến cuối cùng thì vẫn là lý trí thắng cuộc, cô đồng ý đến tiệc sinh nhật của Hạo Nam với điều kiện là Hứa Đình Viễn không có mặt. Mối quan hệ của cả hai người tốt hơn cũng không có nghĩa cô lợi dụng điều đó mơ mộng hão huyền. Cô thà rằng giấu nhẹm đi thứ tình cảm càng ngày càng phát triển mất kiểm soát này, còn hơn là khiến cho anh khó xử. Muốn cùng anh đắm chìm nhưng mà cô còn không biết anh có đồng ý hay không, hay đến cuối cùng lại chỉ có một mình cô ôm mộng ước, mộng vỡ tan tành. Cô phải làm sao hàn gắn được đây? Thôi được rồi, đi thì đi, anh ấy bận việc, cậu đừng gọi anh ấy làm phiền nha. Biết rồi, mời lão đó rát cả cổ đỏ cả hầu cũng chẳng đi đâu. Cậu không được nuốt lời đâu đấy, hiểu thì mặc xinh đẹp một chút, chúng ta làm vài bức ảnh kỷ niệm nha. Hạo Nam sau đó cho cô địa chỉ và nhanh chóng tắt máy. Vừa hay bánh chín, cô lấy ra khỏi lò vi sóng, hương thơm lan tỏa trong không khí. Đây là lần đầu tiên cô làm bánh, cũng không chắc có ngon không, mà nếu ngon thì sau này sẽ làm cho Hứa Đình Viễn một chiếc vào ngày sinh nhật. Tạm thời Hạo Nam là chuột bạch trước đi. Nhưng mà cô còn không biết sinh nhật của Hứa Đình Viễn là ngày nào cơ mà. Lớp kem trắng muốt được phết lên mặt bánh. Khi mà thấy toàn bộ đã được phủ mịn rồi, cô trang trí lên đó vài ba trái việt quất nhỏ và những lát dâu tây mỏng mịn ở trên thành bánh. Cuối cùng thì viết chữ lên mặt bánh là hoàn thành. Cái bánh đầu tiên trong cuộc đời, tuy có chút vụng về nhưng chắc là cái bánh có nhiều tâm tư nhất của cô đối với Hạo Nam. Tuy ngoài miệng cậu ấy hơi hỗn nhưng mà kỳ thực hành động cậu ấy dành cho cô đều rất tốt. Cuộc đời này ưu ái cho cô rất nhiều thứ, thì trong đó có Hạo Nam. 6 giờ tối, Hiểu Thi đứng trước tủ quần áo cứ phân vân, cô nên mặc cái gì bây giờ? Đắn đo mãi, giờ cũng đã gần 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng thì cô không thèm nghĩ gì nữa, vội vàng rút ra cái váy và chạy vào trong nhà tắm. Trùng hợp thế nào lại là chiếc váy mà Hứa Tình Viễn thích nhất. Màn đêm dần buông, cô ngồi đến bàn trang điểm. Hứa Đình Viễn đúng là có lòng, anh thật sự rất quan tâm đến cô. Những mỹ phẩm đắt tiền cô thậm chí còn không biết tới, vậy mà anh lại tìm hiểu và tìm mua từng thứ một. Cô thoa chút son, sau đó cầm túi xách đứng dậy. Xe dừng chân ở nhà hàng lớn. Cô biết Hạo Nam là một cậu ấm, nhưng mà kỳ thực từ trước đến nay chưa bao giờ cậu ấy tổ chức ở một nơi quá mức xa hoa như thế này. Đứng trước tòa nhà cao tầng chọc trời, tự dưng trong lòng cô thấy bản thân mình thật là bé nhỏ. Hiểu Thi xách chiếc bánh kem trên tay rồi đi vào trong. Cũng may cô đến sớm nên đỡ khó xử phần nào. Vừa thấy Hạo Nam, cậu ta cũng đồng thời đưa mắt nhìn về phía của cô. Công chúa của tôi đến rồi đấy à? Hạo Nam chạy về phía của Hiểu Thi, đôi mắt toát lên đầy sự hân hoan. Cô bạn này đúng là rất xinh đẹp, chỉ có bộ váy đơn giản thôi cũng có thể khiến cho người đối diện sững sờ vài giây. Xoay một vòng xem nào. Cậu xem tôi là trẻ con đấy à? Nói xong cô đưa chiếc bánh trên tay cho Hạo Nam. Là tôi tự làm đấy. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, sớm có người yêu nha. Hiểu Thì đẩy chiếc bánh vào tay Hạo Nam, rồi sau đó nhàn nhã ngồi xuống ghế. Vốn dĩ cô đến sớm một phần cũng là bởi vì muốn phụ giúp cậu ta, nhưng xem ra mọi thứ đều được chuẩn bị chu toàn, việc còn lại là chờ khách thôi. Hạo Nam mở hộp bánh ra, tuy không quá hoàn hảo nhưng trông rất bắt mắt. Chưa cần ăn thì Hạo Nam cũng biết cái bánh này là do cô làm, chắc chắn sẽ rất ngon. Nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt đầy đắc ý kia vẫn không kìm được mà trêu chọc. Cậu có dám chắc là ăn được không đấy, Hiểu Thi? Hiểu Thi đưa tay giả vờ kéo cái bánh về phía mình rồi trách móc. Thế thì tôi sẽ cầm về thử ngay là biết đấy mà. Đừng có mơ. Cậu thanh niên kéo cái bánh về đằng sau rồi nhờ người mang đi bảo quản giúp mình. Lúc này khách khứa cũng tới. Cô đứng lên giúp Hạo Nam tiếp khách. Khi mà các bàn tiệc gần như đông đủ, cô mới tiến về phía bàn cuối cùng yên vị vào chỗ ngồi. Suy cho cùng thì mấy thứ tiệc tùng này cô không thích cho lắm. So với việc bày vẽ, một bàn ăn đơn giản ấm cúng thích hợp với cô hơn. Tự dưng đèn điện trong phòng chợt tắt, màn đêm nhanh chóng nuốt trọn lấy không gian. Ánh nến từ sân khấu được Hạo Nam thắp lên hòa cùng với nền nhạc chúc mừng du dương.
Khung cảnh trước mắt giống như một bức tranh thu vào trong tầm mắt của Hiểu Thi. Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay giòn giã. Rất nhanh sau đó, ánh đèn sáng rực thay bằng ánh sáng mờ ảo, lãng mạn. Hạo Nam mời tất cả mọi người dùng bữa, thưởng thức tiết mục văn nghệ trên sân khấu. Nhìn kỹ thì cậu bạn này khá đẹp trai, vậy mà vẫn chưa có bạn gái. Cô chọn bàn ít người nhất để ngồi, nhưng mà người người cũng lần lượt chiếm lấp những vị trí còn trống. Đến cuối cùng chỉ thừa duy nhất một chỗ bên cạnh cô. Người đàn ông ngồi bên cạnh lịch sự mời cô dùng bữa. Cô vui vẻ đáp lại, sau đó nhìn theo thao tác của mọi người chuẩn bị trước khi ăn mà làm theo. Mời cô. Bát cháo nấm bào ngư xuất hiện trước mặt Hiểu Thi. Cô khẽ gật đầu cảm ơn. Mọi người bắt đầu dùng bữa, cô cũng không ngoại lệ. Hương vị thơm ngon như đang tan ra trong miệng, kích thích vị giác. Hạo Nam đến từng bàn để mời rượu. Đến bàn của Hiểu Thi thì cậu ta khẽ cười nhìn cô một cách danh ma. Tất cả đứng dậy nâng ly rượu, chúc mừng và uống cạn. Dù không thích uống mấy thứ có cồn này cho lắm, nhưng mà thoáng nghĩ, chỉ có ngày hôm nay thôi, cô bùng xã một chút, không phải vấn đề gì to tát. Sau đó Hạo Nam đi tới bàn khác để mà tiếp tục chúc rượu. Người đàn ông ngồi bên cạnh cụm ly khẽ hỏi cô. Cô là bạn của Hạo Nam sao? Tôi chưa bao giờ thấy cô nhỉ? Hiểu Thi nở ra nụ cười xã giao. Đúng vậy. Chắc là bình thường tôi ít khi nào xuất hiện bên cạnh cậu ấy nên... Nói đến đây, đối phương hiểu ra, ồ lên một cái. Rất vui được gặp cô. Tôi là Đàm Khương Doãn, bây giờ đang làm trưởng phòng tài chính của tập đoàn GM. Tập đoàn GM sao? Hình như đây là tên công ty của Hứa Đình Viễn mà. Cô uống cạn ly rượu trong tay, trong lòng dấy lên một nỗi lo không tên. Thời gian cô ở nơi này hình như là khá lâu rồi, nên đi về thì tốt hơn. Bởi vì cô biết người như Hạo Nam nhất định sẽ có tăng 2, tăng 3. Cô mỉm cười lấy lệ, sau đó giới thiệu nhanh bản thân mình và kiếm cớ chuồn về. Định đứng lên thì đèn điện lại tắt phụt đi. Trên sân khấu chỉ còn vòng sáng, soi rõ người MC. Sau đây chúng ta sẽ có một trò chơi nhỏ. Xin hỏi các vị ở đây, ai chưa có định mệnh của đời mình? Bên dưới vang lên tiếng hú hét và những câu trả lời. Vẫn còn ế lắm, MC ơi. Vậy thì trò chơi này sẽ giúp các bạn tìm được chân ái đời mình, đảm bảo đi một về hai. Mọi người đều vô cùng phấn khích, đôi mắt ánh lên đầy mong chờ. Không để tất cả chờ lâu, MC hướng dẫn luật chơi. Mỗi người sẽ được phát một chiếc mặt nạ. Khi mà âm nhạc cất lên, sẽ tìm đối tượng nhảy một cách nhanh nhất. Ai không tìm được sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Âm nhạc vang lên, chương trình sẽ tìm ra cặp đôi khiêu vũ. Cặp nào ấn tượng nhất sẽ là người chiến thắng, nhận được phần thưởng lớn. Nghe thôi đã thấy thú vị rồi. Đó là suy nghĩ của mọi người lúc này đây, trừ Hiểu Thi. Cô nhân lúc hỗn loạn lén xoay người bỏ đi. Đàm Khương Doãn thấy như vậy thì lập tức chắn trước mặt cô. Cô Trương, trò chơi còn chưa diễn ra cơ mà, cô định đi đâu chứ? Từ nãy đến bây giờ cô nói chuyện với Đàm Khương Doãn là vì phép lịch sự. Nhưng mà lúc này đây cô thấy thật sự rất phiền toái. Có điều cho dù bực bội cũng không thể nào trực tiếp thể hiện ra mặt. À, tôi thấy hơi mệt, tôi muốn ra ngoài hóng gió một chút. Cô không khỏe sao? Để tôi đỡ cô đi nhé. Cô vội vàng xua tay, nói rằng mình ra ngoài một chút, sau đó sẽ vào đây tiếp tục tham gia trò chơi. Thì Đàm Khương Doãn mới miễn cưỡng nhìn bóng cô rồi đi. Vừa ra khỏi căn phòng, cô đã đi rất nhanh. Nhìn đôi cao gót cản trở này, cô cảm thấy hối hận, tự dưng mua dây buộc mình để làm gì không biết. Suy đi nghĩ lại một hồi, Hiểu Thi quyết định tháo bỏ đôi giày cao gót ở trên tay. Bàn chân như gỡ bỏ được gánh nặng, lập tức thả lỏng. Rất nhanh sau đó là cơn đau truyền tới. Bàn chân cô phồng rộp đỏ ửng. Trước đây khi mà ra mắt lần thứ hai tại căn biệt thự nhà Hứa Đình Viễn, cô từng hứa với mình là sau này sẽ không bao giờ đi cao gót nữa. Vậy mà cuối cùng vẫn là vì nó khó đi nên nhất định phải đi cho bằng được. Cái tính cố chấp này cuối cùng vẫn không thể nào sửa đổi. Mới đi được vài bước thì cô đã bị tiếng nói của Hạo Nam chặn đứng lại. Này, cậu không được về đâu đấy. Khách VIP như tôi không nên ngồi quá lâu. Đến dự là ưu ái cho cậu lắm rồi. Hạo Nam cười, khoác vai cô rồi kéo cô trở về phòng tiệc, miệng lầm bầm. Cậu mà đi, lão cáo già kia bóp cổ tôi chết mất.
Cho dù rất không cam tâm, nhưng cô vẫn thuận theo ý của Hạo Nam. Chắc là bữa tiệc này cũng sắp kết thúc rồi nhỉ? Ngồi thêm chút nữa cũng không chết được đâu. Cô mặc kệ người xung quanh, nhàn nhã ngồi vào bàn tiệc ban nãy, lặng lẽ rót rượu và đưa lên môi nhấp một chút. Từng chiếc mặt nạ ở trên mặt quan khách được gỡ bỏ. Họ đang tiến vào giai đoạn thứ hai, quyết định thắng thua. Nhìn từng đôi khiêu vũ đẹp mắt, đánh lòng cô chợt dao động. Người người nơi này đều cùng chung đẳng cấp xã hội, trò chơi định mệnh gán ghép họ với nhau cũng vô cùng hợp lý. Đây là cặp đôi công phượng, những đôi uyên ương xứng đôi vừa lứa. Cô tiếp tục rót rượu uống cạn, nhìn chiếc váy xinh đẹp đang ướm trên người mình mà cười khẩy. Suy cho cùng, dù Hứa Đình Viễn có đối xử tốt với cô thế nào thì cô vẫn cảm thấy bản thân mình giống như gánh nặng của anh. Nhưng phải làm sao đây, khi mà trái tim cô đã mất kiểm soát rồi. Cảm giác này có phải gọi là yêu không nhỉ? Lần đầu tiên cô biết yêu một người sẽ như thế nào? Có phải là nhịp đập mạnh mẽ đến mất kiểm soát khi mà thấy người đó? Xa là nhớ xa xiết, gần là sẽ ngại ngùng đỏ mặt. Dần quen với sự xuất hiện của người đó trong cuộc sống của mình, thậm chí là muốn gắn bó với người ta cả đời này. Cùng nhau trải qua những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ và nắm chặt tay khi mà về già. Cô thật sự có suy nghĩ này với Hứa Đình Viễn. Liệu rằng có phải là cô đã yêu anh rồi không? Nếu vậy có nghĩa cô đã yêu một người có khoảng cách địa vị xã hội cách nhau rất lớn so với mình. Nếu anh là ánh mặt trời cao cao tại thượng ở trên kia, thì cô chỉ là con kiến bé nhỏ núp sau tảng đá lớn. Để rồi khi mà mặt trời bỏ đi, mây đen kéo tới, cơn mưa rào nặng hạt liên tục tát cho con kiến tỉnh ngộ. Nếu là vậy, có nghĩa là cô yêu một người, đã có người trong lòng. Sự xuất hiện của cô liệu có phải chỉ là bản sao của người trước, không hơn không kém? Cô yêu một người xuất chúng giỏi giang, liệu khi mà cô sánh bước bên cạnh anh, có phải cô sẽ trở thành nỗi ô nhục? Từng lý lẽ đanh thép, từng cái nghiền nát tình cảm đang lớn lên trong lòng cô. Nghĩ đến đây, Hiểu Thi uống cạn thêm một ly rượu nữa. Đàm Khương Doãn tiến đến bên cạnh cô, vẻ mặt toát lên ý cười. Tôi chờ cô rất lâu, cô đi đâu thế? Sao lại ngồi đây có một mình rồi uống rượu thế này? Trong hợp đồng có nói cô không được làm mất mặt của Hứa Đình Viễn. Cô có thể lấy điều này để xua đuổi kẻ phiền toái này không? Nghĩ như vậy cô bật cười, đúng là ngớ ngẩn. À, tôi bị loại sớm thôi. Lý do này chắc là ổn, anh ta nghe xong thì sẽ bỏ đi, có đúng không? Có tiếng kéo ghế rất khẽ vang lên, nhưng mà cô lại nghe thấy nó vô cùng rõ ràng. Có thể đoán được người đàn ông kia đã ngồi xuống. Có vẻ như vì ngấm rượu rồi, cô bỏ qua cả đắn đo, lập tức khó chịu, gạt ghế đứng dậy. Men rượu làm cho cô choáng váng, chân không trụ vững, loạng choạng suýt ngã. Đàm Khương Doãn chưa kịp đỡ, thì đã có một bàn tay to lớn ôm cô vào trong lòng. Giám đốc, sao anh lại ở đây? Tôi đến đón vợ tôi. Giọng nói này quen thuộc quá, làm trái tim của cô thổn thức. Hơi men cuốn lấy mùi hương nam tính, lặng lẽ vẽ lên một bóng hình. Có phải là cô đang nằm mơ không? Sao mà Hứa Đình Viễn có thể xuất hiện ở đây được? Câu trả lời không quá lớn, nhưng đầy nội lực kia, không chỉ khiến cho Đàm Khương Doãn đứng hình, mà toàn bộ quan khách ở đây cũng phải dõi mắt về phía bạn họ. Hạo Nam cười ma mãnh đứng một góc như đang xem kịch hay. Chờ mãi, cuối cùng bây giờ mới tới. Tốn bao nhiêu công, cậu ta bày trò gán ghép. Nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Hứa Đình Viễn, làm cho cô vô cùng yên tâm, giống như những gì đang xảy ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng mà chỉ vài giây sau, khi định thần được điều diễn ra trước mắt, thì cô hoảng hốt đẩy anh ra. Giám đốc, em gọi anh là gì chứ? Anh còn hỏi cô gọi anh là gì sao? Chẳng lẽ phải gọi là chồng chắc? Đúng rồi, em phải gọi là chồng đó. Sao anh có thể đọc được suy nghĩ của cô? Cô bị đoán trúng tim đen thì giật mình, lặng lẽ lùi về đằng sau một bước, ngồi vào vị trí cũ. Với những tình huống thế này, cô giả ngốc là xong. Nền nhạc du dương vẫn vang vang trong căn phòng. Các cặp đôi vui vẻ khiêu vũ, nhưng mà đôi mắt của họ thì dán chặt lên người đàn ông vừa đến, phủ đầy nét phong trần. Đàm Khương Doãn biết điều cho nên lập tức tránh xa cô ra, bởi vì anh ta sợ đắc tội với phu nhân giám đốc, có ngày công việc tự dưng mất đi cũng là điều dễ hiểu thôi. Bàn tay nhỏ khẽ run,
Cô rót rượu ra ly, giả vờ tránh ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Bình tĩnh nào, anh có ăn thịt em đâu. Nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống thế kia, mà nói là không ăn thịt à? Anh lừa trẻ con chắc. Cô phải làm sao đây? Nhìn thái độ của Hứa Đình Viễn làm cho cô có cảm giác anh giống như đang muốn công bố với cả thế giới cô là vợ của mình. Không, không thể nào. Cô không muốn chuyện đó xảy ra đâu. Hôm nay em xinh đẹp lắm. Anh đang nói ai thế nhỉ? Cô nâng ly rượu lên, nốc cạn, giống như đang uống một cốc nước lọc. Chỉ có như vậy cô mới không bị đôi mắt câu hồn, câu phách kia làm cho phân tâm. Đúng lúc này Hạo Nam tiến đến, ngồi đối diện với cô và Hứa Đình Viễn. Trong đôi mắt ẩn hiện tia giảo hoạt, nhìn thoáng qua cũng biết cho con bò này là do Hạo Nam bày ra rồi. Cô nhìn cậu ta đầy hằn học, rốt cuộc thì ai mới là bạn của Hạo Nam đây? Nhưng mà việc Hạo Nam đang ngồi đối diện vừa hay thuận nước đẩy thuyền. Cô nhìn sang cậu ta bằng ánh mắt cầu cứu và giả vờ đứng dậy như là bất ngờ lắm vậy. Mình tìm cậu mãi, cậu vừa đi đâu thế, Hạo Nam? Cậu bạn đối diện nhướng mày, bật cười thành tiếng. Cô đứng dậy tiến về phía của Hạo Nam, nghĩ rằng ở đây có nhiều cô gái xinh đẹp như vậy. Người giống như Hứa Đình Viễn chắc là không để tâm đến cô đâu. Chỉ là cô đã nhầm rồi. Còn chưa kịp xoay người, bàn tay cô đã bị anh nắm chặt lấy. Đôi mắt thâm trầm kia nhìn cô đầy tình ý. Trái tim bé nhỏ bằng nắm tay như bị ai đó bóp nghẹt, sau đó đập mạnh muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô thoát được anh, liệu có thoát được lưới tình do chính mình giăng ra? Nhạc vẫn vang lên lúc trầm lúc bồng, nhưng mọi người đã không còn khiêu vũ nữa. Những cặp mắt tò mò, hồi hộp, xen lẫn cả ghen tị đang hướng về phía của Hiểu Thi. Rốt cuộc là bây giờ cô phải làm thế nào đây? Bất chợt, Hạo Nam đứng dậy, hướng về phía đám đông, cười cười giải thích. À, vợ chồng cô ấy giải quyết việc riêng thôi. Mọi người cứ tiếp tục đi, đừng quan tâm nhé. Bạn của cô vừa nói cái gì? Nói thế khác nào công khai? Cô khẩn trương muốn giải thích gì đó, nhưng lại bị kẻ nào chặn miệng. Chắc là em mệt rồi nhỉ? Chúng ta về nhà nha. Ờ, không. Cả cơ thể của cô đã bị anh nhấc bổng lên. Làm sao cho cô có cơ hội phản kháng? Ánh mắt của bao nhiêu con người ở đó vẫn luôn luôn nhìn chằm chằm. Thậm chí còn có nhiều người lấy cả máy ảnh chụp lại, làm cô buộc lòng phải úp mặt vào lồng ngực của Hứa Đình Viễn. Sự xuất hiện đột ngột này cô thật sự không ngờ tới. Âm thanh xì xào bàn tán nhỏ dần và tắt đi. Đến bây giờ xuất hiện trước mắt cô là xe của anh rồi. Anh cẩn thận đặt cô ngửa vào ghế trước, cởi áo khoác ra đắp lên cho cô và đóng cửa vòng qua ghế lái. Hành động của Hứa Đình Viễn rất nhanh, rất dứt khoát. Đến khi mà tiếng động cơ vang lên, cô mới sực tỉnh. Ban nãy hình như là cô có uống hơi nhiều nên bây giờ đầu óc có phần không tỉnh táo. Mặc dù biết bản thân mình có tiểu lượng tốt, nhưng uống rượu loại nặng thế này thì vẫn cứ là say. Người ta nói con người khi say sẽ có rất nhiều hành động kỳ lạ, nhưng bản thân họ lại không biết. Giống như cô bây giờ bắt đầu làm nhảm bên tai của Hứa Đình Viễn. Lái xe nhanh nhanh lên. Anh có biết là tại anh mà tôi thấy khó xử lắm không? Sao anh lại xuất hiện? Sao anh lại xuất hiện làm gì? Anh không được cãi tôi. Anh dám cãi tôi à? Cô gái này ban nãy còn bình thường, vậy mà khi rượu ngấm vào người lại xuất hiện một nhân cách khác. Anh có cãi đâu. Anh không cãi em. Anh chỉ cần em thôi. Anh cần tôi ư? Cần con khỉ khô. Anh cần cô người yêu cũ của mình thì có. Anh cần mấy cô gái xinh đẹp ngoài kia kìa. Anh vốn dĩ không cần tôi. Chỉ có một mình tôi ngu ngốc thôi. Mới giây trước còn cười mà giây sau đã khóc nhè. Nhưng mà câu nói chỉ có một mình cô ngu ngốc là sao? Nghĩa là cô cần anh ư? Anh còn chưa kịp thắc mắc, cô đã sổ ra cả một tràng dài. Anh là đồ khốn nạn. Hứa Đình Viễn, anh là tên xấu xa. Anh đối xử tốt với tôi làm gì chứ? Anh đối tốt với tôi, khiến tôi yêu anh, thích anh. Sau đó anh có thể một chân đạp hai thuyền, có đúng không? Hay anh coi tôi là một con ngốc để mặc cho mình điều khiển? Tôi sẽ không bao giờ dành tình cảm cho anh nữa đâu. Trái tim Hứa Đình Viễn đập nhanh, nay lại càng nhanh hơn. Cô vừa nói gì? Yêu anh, thích anh ư? Người ta nói những câu trong lúc say đều là những lời thật lòng nhất. Câu nói vô thức kia có lẽ là sự thật rồi.
Vậy là trong lòng cô, anh có vị trí nhất định đúng không? Người đàn ông đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt nhỏ nhắn, đã ửng hồng, khuôn miệng xinh xắn đang lẩm bẩm mấy câu nói vô nghĩa. Tôi nói rồi đấy, tôi sẽ không thích anh nữa. Tôi thích ai? Không thích, lại đi thích một người không thích tôi chứ. Ngu ngốc, đúng là ngu ngốc quá đi thôi, Trương Hiểu Thi. Nghe lời bộc bạch kia làm trái tim của anh hẫng đi một nhịp. Sao có thể? Nếu cô không muốn dành tình cảm cho anh nữa thì anh biết phải làm sao? Em có ngốc đâu, người ngốc là anh đấy chứ. Chiếc xe Porsche lướt qua căn trọ cũ cô từng ở, cây bằng lăng sơ sát ngày trước giờ đây đã nở hoa. Sắc tím khoe mình dưới ánh trăng hè sáng rực, vẽ ra khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Cánh hoa mỏng manh theo làn gió nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, vừa lúc bóng dáng chiếc xe đã chạy vào màn đêm tĩnh mịch. Hoa nở rồi, vậy anh và cô có thể bước sang trang mới không? Cánh cửa mở ra, Nguyệt Cầm thấy anh trai mình bế chị dâu trên tay mà cố nén cười. Anh trai cô vả mặt sớm quá nhỉ, lần trước cô lỡ bỏ thuốc ông anh trai, vậy mà đến bây giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Ngày hôm nay tình tình tứ tứ mà vẫn không thấy nữa thì chỉ có một kết luận, đó là do anh trai cô quá yếu kém, khoản ân ái. Hứa Đình Viễn trừng mắt nhìn em gái và đi lên trên lầu. Đôi mắt của Hiểu Thi vẫn nhắm nghiền, dựa vào trong lồng ngực rắn chắc của anh, nhẹ nhàng đặt cô vào giường lớn, sau đó thì đắp cho cô một lớp chăn mỏng. Xong xuôi anh mới xuống nhà pha một cốc nước chanh. Khi mà trở lại, người con gái đã thiếp đi từ bao giờ. Anh nhờ Nguyệt Cầm thay đồ cho cô, sau đó Nguyệt Cầm còn nhìn anh ra ám hiệu. Mạnh mẽ lên, anh Viễn. Sau câu nói đó là ánh mắt chết chóc hướng về phía của con bé. Nguyệt Cầm cười khoái chí và chạy biến đi mất. Hứa Đình Viễn rửa vết thương do giày cao gót để lại trên chân của Hiểu Thi, rồi đến bên cạnh tủ thuốc lấy tiếp thuốc ra, đi về giường lớn. Anh khẽ nâng bàn chân nhỏ của cô đặt vào đùi mình. Từng góc cạnh của bàn chân nơi nào cũng có vết sưng tấy và chảy xước. Chỉ nhìn thoáng qua thôi anh đã thấy xót xa rồi. Quả thực cao gót được sinh ra chính là để nâng tầm vẻ đẹp cho phái nữ, nhưng mà cái giá phải trả cho nó là một bàn chân phồng rộp, dây sát đau đớn. Thời gian trước đây anh cũng từng ép cô đi giày cao gót, lúc đó chỉ đơn giản nghĩ rằng những người phụ nữ ngoài kia ai ai cũng điều khiển được một cách vững vàng và đẹp mắt, cho nên tùy tiện mua một đôi vừa ý nhất trong cửa hàng. Chỉ là anh không ngờ cô gái này suýt chút nữa là vấp ngã. Trong khoảnh khắc then chốt, anh còn cho rằng cô đang làm trò, cố tình làm cho anh thương hại. Vì vậy anh tỏ ra vô cùng chán ghét và bực mình, thậm chí còn không nề hà mắng mỏ cô. Nhưng thời gian là gì chứ? Là một cơn lốc cuốn trôi những hiểu lầm chồng chất của anh, là một cánh cửa mở ra cho anh biết sự thật, là một cuốn sách dạy anh biết thế nào là cảm thông, yêu thương, mở lòng mình thêm một lần nữa. Đôi giày cao gót đó làm cho một mình cô đau, còn đôi giày cao gót hiện tại đã làm đau thêm cả anh nữa rồi. Người đàn ông nâng chân nhỏ lên, nhẹ nhàng xức thuốc, từng vết xước trên bàn chân khiến cho tim anh nhức nhối, khuôn mặt xinh xắn vì đau mà khẽ nhăn nhó, chân cũng lập tức co rút. Anh giữ cổ chân cô tiếp tục bôi thuốc mà không hề biết là cô đã tỉnh dậy. Động tác của người đàn ông rất ân cần, cô ngây ngốc nhìn anh một hồi lâu. Hứa Đình Viễn nhẹ nhàng xức thuốc rồi lại thổi thổi vào vết thương, giúp cho cô bớt đau hơn. Mắt cô đỏ lên, quay mặt đi, giả vờ như là mình đã ngủ. Cô còn nhớ có người từng nói một câu: người sống tốt với mình thì mình không biết phải trả cái nghĩa đó như thế nào, còn người sống tệ với mình thì mình không cần phải bận tâm. Bây giờ anh đối xử tốt với cô như vậy, cô phải làm sao để trả ơn nghĩa cho anh đây? Hàm răng nghiến chặt để ngăn cản dòng nước mắt không được rơi. Thế nhưng từng giọt giống như thác lũ ồ ạt thấm vào cái gối lông vũ mềm mại. Phải làm thế nào đây? Làm sao để ngăn được dòng nước mắt? Làm sao để ngăn thứ tình cảm càng ngày càng trở nên mãnh liệt, nảy nở trong lòng cô? Rượu đúng là một thứ đáng sợ, nó khiến cho cô bạo dạn hơn bao giờ hết, lại còn dám bộc bạch những điều thầm kín muốn giấu trong trái tim. Điên rồi, đúng là điên rồi, Hiểu Thi. Sau khi thoa thuốc xong, anh chỉnh lại tư thế ngủ cho cô vợ bướng bỉnh, bàn tay to lớn khựng lại trên khuôn mặt nhỏ. Cô khóc sao? Hay là cô mơ thấy ác mộng nữa rồi?
Anh lau vệt nước mắt đọng lại trên phiến má, sau đó thì nhanh chóng lên giường. Đệm lún xuống, cô giả vờ như khó chịu, trở mình, xoay lưng về phía anh. Từ bao giờ mà anh lại quan tâm cô nhiều như vậy? Nếu tiếp tục như thế, cô thật sự lọt vào hố tình, không thể nào thoát ra được. Trương Hiểu Thi, mày phải cố gắng lên, cố gắng mà kiềm chế, không thể nào bước qua vạch giới hạn nữa. Vực thẳm đang ở phía trước, rơi vào là sẽ không bao giờ trèo ra được nữa đâu, hiểu chưa? Trời đất như quay cuồng, định thần lại thì cả người cô đã nằm gọn trong lòng của Hứa Đình Viễn. Anh vuốt những sợi tóc rối lì lợm bám trên khuôn mặt cô, rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ cô để an ủi. Hành động này giống như là một chuyện quá đỗi bình thường, giống như được tiếp diễn hàng ngày vậy. Hơi ấm quen thuộc, yên tâm phủ lên chóp mũi. Cô có thể ôm anh không? Ôm một chút cũng được, để tìm kiếm cảm giác bình yên. Thế nhưng rồi cô lại cười tự giễu, bỏ đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu óc cô vô cùng đau, đau như búa bổ. Nhưng mà đó lại không phải là điều gì to tát, khi lý do là bởi vì hôm qua cô uống rượu loại nặng. Điều khiến cho cô hốt hoảng là cả tay và chân cô đều đang yên vị trên người Hứa Đình Viễn. Trời đất, từ bao giờ mà cô lại có cái nết ngủ xấu xí như vậy? Người đàn ông vậy mà lại không đẩy cô ra. Đồng thời lúc này thì anh cũng đã tỉnh, trên môi còn nở ra nụ cười mãn nguyện. Cười cái gì mà cười? Người thiệt thòi là anh cơ mà. Cô định nhấc chân ra khỏi hông anh, thế nhưng anh lại ôm eo rồi kéo sát cô vào, gục đầu vào vai cô thì thầm. Còn sớm, ngủ thêm lát nữa đi. Đâu phải lần đầu tiên em làm thế này với anh đâu mà ngại chứ. Anh nói không phải lần đầu tiên, có nghĩa là cô đã nhiều lần chiếm tiện nghi của anh rồi. Thật là không có tiền đồ gì. Trước tình huống khó xử thế này, cô chỉ có thể đánh trống lảng. Hôm nay em còn có lịch học nữa. Em còn nhớ hôm qua mình đã nói gì với anh không? Hôm qua sao? Không phải ý của anh là đang nhắc đến lời bộc bạch trong xe đấy chứ. Điều cô muốn quên nhất, anh nhắc đến làm gì? Xấu hổ chết đi được. Hôm qua em uống say quá, chẳng nhớ gì cả. Nếu hôm qua em có nói gì quá đáng thì anh cứ coi như là gió thoảng mây bay nha. Bản thân Hiểu Thi còn muốn chôn chặt dưới đáy lòng mình. Nếu không phải là vì cô lỡ lời buông thả thì có cậy miệng cô cũng không bao giờ nói ra gì đâu. Rồi đấy nghĩ lại muốn cắn lưỡi ghê gớm. Vậy sao? Không nhớ à? Âm thanh trầm thấp phả vào cổ làm cho cô khẽ rùng mình. Chợt cảm thấy anh và cô dường như đã quá thân mật, quá mức cho phép, cho nên dùng sức đẩy anh ra. Em phải xuống nhà nấu ăn sáng đây. Cô nghĩ rằng lý do này sẽ khiến cho anh bỏ qua, nhưng mà anh ngược lại càng ghì chặt cô hơn, đến nỗi hơi thở của cô trở nên dồn dập. Ngày mai anh lại đi công tác rồi, em không thể nào ở cùng anh thêm một chút nữa sao? Cả người Hiểu Thi vì câu nói đó mà trở nên căng cứng, trái tim đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài. Anh lại đi công tác ư? Cô kìm nén không được mà hỏi anh. Anh sẽ đi bao lâu? Ít nhất là 2 tuần, còn nhiều hơn thì 1 tháng, hoặc có thể hơn nữa. À vậy sao? Anh hôn khẽ lên hõm vai và buông cô ra, ép đôi mắt cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. Thái độ này của em là gì chứ? Không có gì, chỉ là nhất thời không biết trả lời thế nào cho phải thôi. Anh hôn lên trán cô và rời khỏi giường. Không biết từ bao giờ những nụ hôn của anh dành cho cô càng ngày càng dài đặc, mà điều kỳ lạ là cô cũng chẳng né tránh, thậm chí còn thuận theo anh giống như một thói quen. Vì còn sớm, anh đưa cô ra ngoài ăn sáng, rồi tiện đưa cô đến trường luôn. Lần này cảm giác của cô rất khác, có vẻ như hôm qua, tin tức giám đốc GM đón vợ trong bữa tiệc sinh nhật đã lan ra khắp mặt báo rồi. Cho nên cô không quan tâm đến người ta nghĩ gì về mình nữa, dù sao thì nói cũng không lại. Nó chán rồi, người ta sẽ tự khắc dừng lại thôi. Thế nhưng cô không hề biết rằng chính thái độ không phủ nhận này của cô lại khiến cho người nào đó tâm trạng phấn khích vô cùng, cả ngày cười cười như một tên thần kinh vậy. Tối đó cô đi tập taekwondo về muộn, thông thường sẽ là Hứa Đình Viễn đến đón cô. Mà cô nghĩ ngày mai anh đi công tác sẽ rất bận rộn, cho nên cô chủ động bắt xe về. Bước ra sảnh, cô bất ngờ khi mà thấy biển số xe quen thuộc, đôi mắt nhất thời mở rộng, rưng rưng.
dưới ánh đèn đường mờ ảo, bóng dáng thiếu nữ in xuống mặt đất bất động, còn chiếc xe Mercedes đằng xa đã xuất hiện bóng dáng người đàn ông mở cửa xe bước ra, trên tay cầm theo cái túi xinh xinh. Hứa Đình Viễn bước về phía cô mỉm cười, một nụ cười như ánh dương xua tan bóng tối, sáng hơn cả ánh đèn đường vàng cam mờ ảo. Chiếc khăn mùi xoa không biết đã chuẩn bị từ bao giờ, bàn tay to lớn khẽ đưa lên lau những vệt mồ hôi còn chưa kịp bị gió thổi bay đọng lại trên khuôn mặt cô. Có mệt không? Cũng không mệt lắm. Anh cười đưa chiếc túi xinh xinh ra trước mặt cô. Cho em này. Cô nhận lấy, tò mò mở ra xem, ở bên trong là một ly nước ép và một ít bánh ngọt đóng gói vô cùng dễ thương. Cảm ơn anh. Anh đưa ngón trỏ lên má rồi cười điệu cáng, hôn một cái là được rồi. Nhìn bộ dáng không nên nếp này của anh, cô nguýt dài một cái và bỏ đi. Bao nhiêu cảm động ban nãy đều chuyển sang cảm lạnh rồi. Cô lấy cốc nước ép ra, cầm ống hút đưa lên miệng. Người đàn ông thì thản nhiên ôm eo cô bước đi, dường như đã quen với việc này, cho nên cô lười biếng không đẩy anh ra nữa. Xe lăn bánh, cô vẫn vô tư uống nước mà không hề để ý đến đôi mắt đầy tình ý kia, thi thoảng lại hướng về phía của mình. Cốc nước ép vừa đi phân nửa, cả hai người im lặng, nhưng mà không khí lúc này không phải là ngột ngạt khó chịu, lại chính là ngại ngùng. Cô muốn mời anh uống nước, chỉ là nghĩ tới mình đã chạm môi vào ống hút rồi nên lại thôi. Cô ôm ly nước ép trong tay rồi nhìn mấy chiếc bánh ngọt xinh xắn đắn đo hồi lâu, cuối cùng thì mí môi một cái, đóng túi bánh lại để lên kệ. Ly nước ép trong tay tự dưng biến mất, cô giật mình nhìn sang bên cạnh, người đàn ông thản nhiên uống như không có gì. Cô lắp bắp, ly nước đó em uống qua rồi. Ừ là sao? Là anh biết ly nước cô đã chạm vào mà anh vẫn uống ngơ. Anh không chê à? Em ăn bánh đi, là vị dâu đấy. Hình như đây là vị mà cô thích nhất thì phải, sao anh biết chứ? Có điều bây giờ đêm rồi, ăn nữa cô sẽ béo lắm. Em không đói. Em có thế nào anh cũng không chê em đâu. Anh đúng là biết điều khiển trái tim người khác. Mặt cô bất giác đỏ lên, vội vàng quay đầu nhìn về đường phố. Có phải là cô nghĩ cái gì trong lòng anh cũng hiểu hết không? Khi mà trở về nhà, hai người cùng nhau ăn khuya một chút, anh đẩy túi bánh đến trước mặt cô, ngỏ ý là cô nếm thử nó đi. Cô đưa tay chạm vào cái má hốc hác đã chuyển thành bánh bao từ bao giờ, rồi đưa mắt nhìn anh. Thử đi, anh sẽ ăn cùng em. Nói xong thì anh đưa cho cô một chiếc, bản thân mình cũng cầm lên một chiếc cho vào trong miệng. Hiểu thì thuận theo cắn thử một cái, vị ngọt nhẹ nhàng hòa cùng với hương dâu tây thơm thơm tạo ra cảm giác đê mê chưa bao giờ có. Ngon thật đấy. Định mở miệng nói cảm ơn thì lại nhớ đến câu bông đùa ban nãy, nên cô đành nở ra nụ cười thay thế. Anh cũng bất giác cười theo, nhét thêm cái bánh nữa vào miệng cô vợ nhỏ. Sau khi hai người dùng bữa xong thì lên lầu vệ sinh cá nhân. Cô nhìn đồng hồ đã điểm số 9 thì tranh thủ ngồi làm bài tập một chút. Anh cũng ngồi trên giường giải quyết công việc riêng. Không khí cũng vì vậy mà rơi vào trong im lặng. Sau khi xong xuôi, cô thu dọn sách vở, anh đã thay cho cô một cái ba lô mới. Cái cũ cô tìm mãi mà không tìm ra được. Cũng không buồn từ chối, bởi vì dù sao thì anh cũng ép cô phải nhận cho bằng được thôi. Đôi mắt sâu thẳm như đại dương vẫn luôn luôn chăm chú nhìn màn hình vi tính. Đắn đo một hồi, cô mới bạo dạn tiến tới gần anh, lên tiếng hỏi khẽ. Anh đã chuẩn bị gì chưa? Tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên đều đặn, hòa với giọng nói trầm thấp. Em cứ ngủ đi, lát nữa anh thu xếp sau. Anh để vali ở đâu vậy? Động tác gõ phím dừng lại, anh hướng mắt nhìn lên cô, nở ra nụ cười rất bí hiểm. Cô sắp xếp vali cho anh giống như hành động thực thụ của một người vợ giúp chồng mình khi mà chuẩn bị đi công tác. Anh không cười mới là lạ đó. Anh cười gì mà cười? Không có gì. Vali anh để ở tủ góc bên phải đó. Nếu có thể thì em sắp xếp luôn đồ của em vào cũng được nha. Dạo này anh rất hay bông đùa cô kiểu này nhá. Cô chỉ nguyết anh một cái rồi đến tủ lấy vali. Tiếng khóa kéo vang lên duẹt một cái. Vali được mở ra. Cô lấy quần áo trong tủ gấp gọn và để vào trong vali.
một bộ bàn chải đánh răng, khăn mặt mới đặt vào ngăn riêng. Xong xuôi tất cả, cô bần thần, cô có nên giúp anh luôn không nhỉ? Nếu không giúp thì lại phiền đến anh, còn nếu giúp thì... Cuối cùng là cô mắt nhắm mắt mở, kéo ngăn tủ nhỏ ra. Đồ bên trong của Nam lại còn là cỡ 4XL. Tình huống quái quỷ gì thế này? Cô cố gắng trấn tĩnh, hít một hơi thật sâu, rồi bốc một nắm, vội vàng cho vào vali, rồi kéo khóa. Dọa chết cô rồi, cái gì mà 4XL chứ? Chỉ là cô không biết rằng mọi hành động của cô tất cả đều thu vào trong tầm mắt của người đàn ông, không sót một chi tiết. Cô xoay người định đóng cửa tủ thì thấy ngăn tủ bên phải anh từng cấm cô động vào, cho là trong này là vật quan trọng. Cô ấy cho anh có phải không? Nếu là vậy thì cô không nên tò mò, tốt hơn. Khép vội cửa tủ, tâm trạng cô rối bời, thầm căn dặn bản thân mình không nên ảo tưởng hão huyền. Anh đối xử dịu dàng với cô chỉ là do anh là người tốt. Khi người trong lòng anh trở về thì cô nên biết đường, tự giác ký tên vào đơn ly hôn và rời khỏi nơi này. Chỉ là trước khi mà cô gái đó trở lại, cô có thể thích anh. Dù anh không thích mình, dù anh chỉ coi cô là một vật bằng hữu chung phòng. Cô không vào giường mà tiến về phía bàn làm việc, lấy ra một xấp giấy. Cô muốn vẽ vời một chút, nhưng khi bút chỉ gỗ ma sát trên mặt giấy lại chẳng hiện ra bất kỳ cái gì, chỉ là những nét lằng ngoằng đầy khó hiểu. Cô bỏ vội vàng tập giấy vào vị trí cũ và leo lên giường. Người đàn ông thì vẫn tập trung làm việc, cô nhắm mắt trằn trọc. Đến khi mà chuẩn bị vào giấc, cô cảm nhận được trán mình có hơi ấm quen thuộc lướt qua. Âm thanh trầm thấp vang lên đầy tỉnh tứ. Anh yêu em. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô thấy bên cạnh có khoảng trống không. Trong lòng cô có chút hụt hẫng, nhưng mà cảm giác đêm qua là gì nhỉ? Một giấc mơ vô cùng chân thực. Cô mơ thấy mình lạc vào lâu đài cổ tích nguy nga, có hương hoa thơm ngát và những con vật rất đáng yêu. Từ trong vườn hoa bước ra là một chàng hoàng tử. Chàng hoàng tử đó không ai khác chính là Hứa Đình Viễn. Anh đi đến gần thì thầm vào tai cô những lời ngọt ngào tình tứ. Giấc mơ đó nếu mà là sự thật thì tuyệt vời biết bao nhiêu. Hiểu Thi rời khỏi giường vệ sinh cá nhân. Giờ này chắc là Hứa Đình Viễn đã lên máy bay rồi. Căn phòng rộng lớn này sau khi mà anh rời đi tự dưng trở nên trống trải. Cô bước đến ban công nhìn khung cảnh thành phố. Cơn gió ban mai nghịch ngợm vài lặn tóc rối khẽ bay lên không trung và vô thức hạ xuống. Cô ngáp một cái và quay người đi vào trong. Tầm mắt của cô chợt đập thẳng vào vật trên bàn, là một tấm thẻ màu đen. Ở bên cạnh là một tờ giấy nhắn: mật khẩu là ngày sinh nhật của em. Còn có ký tên chồng yêu ở góc bên phải tờ giấy nhắn. Cô có thể ảo tưởng rằng anh đã thực sự coi cô là vợ của mình không? Rồi những ngày sau đó, chỉ cần có thời gian rảnh thì Hứa Đình Viễn nhất định sẽ gọi điện hỏi thăm Hiểu Thi, hoặc nếu không có thời gian gọi điện sẽ nhắn tin căn dặn cô ăn uống đầy đủ. Nếu là người khác, thái độ đầu tiên của cô chính là: tên này phiền thật đấy. Nhưng mà khi màn hình hiện ra dòng chữ Mr. Cool, quý ông lạnh lẽo, thì cô lại không thể nào kiềm chế được vẽ lên đường cong trên môi. Chiều đấy khi mà anh mua cho cô chiếc điện thoại này, không biết từ bao giờ số điện thoại của anh đã được lưu trong máy cô, còn có cái biệt danh là chồng yêu nổi hết cả da gà da vịt. Anh không cho cô đổi trừ khi tìm được biệt danh thích hợp hơn. Đàn ông khó hiểu thật đấy. Khoảng 7 giờ tối, Nguyệt Cầm nhắn tin nói rằng cô ấy không ăn cơm nhà. Cô cũng đang ở lớp học võ cho nên chỉ đáp lại bằng cách thả tim. Đến khi mà buổi học kết thúc, cô trở về. Anh không đón cô, cũng nhất quyết không cho cô bắt xe về. Kể cả khi mà đi học, cũng là người của anh đích thân đến đón. Dù cô có nói thế nào, anh cũng đều không nghe lọt tai. Cô chỉ đánh bất lực nghe theo. Chẳng lẽ lại đi đấm người của anh sao? Có tiếng chuông điện thoại vang lên, đầu dây bên kia là shipper. Rõ ràng cô không đặt thứ gì, sao có thể giao hàng về được. Cô còn chưa kịp đáp lại đã thấy đầu dây bên kia nói rất ngắn gọn: em đặt hàng ở ngoài cổng nha chị, đơn hàng thanh toán rồi, em còn hơn chục đơn khác còn chưa kịp giao, em đi trước đây. Thế rồi người đó tắt máy. Hiểu Thì lắc đầu bất lực đi ra cổng. Đơn hàng rõ ràng ghi tên cô, nhưng mà thực sự cô không đặt cái gì cả. Vội vàng cầm vào trong, đúng lúc có điện thoại gọi đến là Hứa Đình Viễn.
Em nhận được hàng chưa? Là anh đặt sao? Em mở ra đi. Con dao nhọn hoắt rạch thẳng một đường, ở bên trong là một chú gấu bông màu hồng hút chân không. Cô thích thú reo lên. Có thích không? Dễ thương quá. Anh mua làm gì thế? Mua cho Nguyệt cầm mà. Người đàn ông đầu dây bên kia vẻ mặt đang dương dương tự đắc thì lập tức hụt hẫng. Tại sao cô không nghĩ đây là món quà anh dành cho cô? Ngốc thật, anh mua cho em đấy. Đôi mắt đang dán chặt vào con gấu xinh xắn chợt mở to. Anh mua cho cô sao? Căn phòng tông màu đen tự dưng lại xuất hiện con gấu màu hồng, trông là quẻ ghê gớm. Cảm ơn anh nha. Anh nghe cô nói xong thì bật cười. Cô vợ nhỏ này của anh thật là biết cách trêu đùa trái tim người khác. Câu nói cảm ơn đơn giản như vậy lọt vào tay anh lại ngọt ngào như mật, làm cho người ta phải đắm chìm. Sao tự dưng anh lại mua cho em? Câu hỏi của cô khiến anh chờ mãi, hào hứng trả lời. Để buổi tối nó ôm em, cho đến khi nào anh trở về. Sớm biết câu trả lời đặc mùi ý tứ như vậy, cô đã không thèm hỏi. Hỏi xong trong lòng cô cứ mãi rung rinh. Thế anh ăn cơm chưa? Nhớ em, không ăn được. Cô ôm lấy tim mình. Tại sao mà mày đập nhanh thế? Còn đập nữa thì vỡ tim mà chết mất. Vậy anh ăn cơm đi nha, em đi ăn đây. Em nên nhớ, thứ mà em ăn là cơm. Anh xem camera mà phát hiện em ăn thứ gì khác không đủ dinh dưỡng, đừng trách anh. Sau lời cảnh cáo đó, cô cảm tưởng như anh đang đi guốc trong bụng cô. Vốn dĩ cô định nấu mì ăn liền, ăn cho xong bữa tối. Chỉ là anh vẫn luôn luôn theo dõi sát sao lịch trình ăn uống của cô, tuyệt đối không cho cô bỏ bữa. Tại sao em phải nghe theo anh nhỉ? Anh có phải là mẹ em đâu. Vậy sao? Vậy là em có ý định ăn uống linh tinh rồi, đúng không? Không cần anh phải quan tâm. Nói xong cô thản nhiên tắt máy. Anh lắc đầu cười bất lực. Cô vợ này tuy vẻ mặt trông vô cùng dịu dàng, thục nữ, nhưng mà nội tâm thì rất ương ngạnh, bướng bỉnh. Cũng may cô ngoan ngoãn, ăn cơm đầy đủ dinh dưỡng. Nếu không, lúc anh về cô gầy đi, anh sẽ tốn rất nhiều công sức để chăm cho cô béo tốt trở lại. Tự dưng nghĩ đến thời gian trước, khi mà anh và cô vẫn còn nhiều điều khúc mắc với nhau, hai người thường ăn cơm riêng. Anh sẽ ăn ở bên ngoài hoặc là thức ăn do có người chuẩn bị mà không cần phải lo lắng. Anh cũng chẳng quan tâm cô sống thế nào, anh chỉ cần biết cô thuận ý là một cô vợ hờ để ba mẹ vui vẻ, thế là được. Bữa ăn đầu tiên mà anh biết về cô chính là một tô mì gói tầm thường rẻ tiền. Lần đó anh cũng chưa ăn uống gì, nhân tiện cô nấu thì dùng thử. Vậy mà cô nàng ngốc nghếch này nhường tất cả thức ăn kèm cho anh, bản thân chỉ giành lấy một tô mì ăn nguyên thôi. Anh căn bản cho rằng do cô muốn anh thương hại mới làm vậy, nhưng hóa ra là cô ăn mì không đến quen rồi, có thức ăn kèm hay là không cũng không còn quan trọng nữa. Hóa ra chỉ cần không có những tình huống bắt buộc, hóa ra chỉ cần khi mà cô ở một mình trong căn bếp rộng lớn kia, thì thứ gắn liền với cô chính là tô mì gói rẻ tiền, không có chút dinh dưỡng nào. Thậm chí còn có những ngày cô thà rằng ôm bụng đói đi học, đi làm cũng nhất quyết là không ăn. Sau này anh mới biết cô làm vậy để dành dụm tiền trả nợ, để gánh kinh tế của cả gia đình. Để dù bây giờ anh vẫn luôn luôn tự trách bản thân mình. Tại sao mình có thể tệ bạc đến như vậy? Có thể lăng nhục một cô gái bị xã hội chèn ép đến ngạt thở như vậy. Những người phụ nữ đến cầu giận anh thường sẽ có rất nhiều cách thức, cho nên những hành động của cô lúc đó chỉ khiến cho anh cảm thấy thật là nực cười. Anh cảm thấy cô thèm tiền đến mức dám đánh đổi cả bản thân mình để có được. Cảm thấy mình thật là thua lỗ khi mà bỏ ra một con số lớn, rước về một kẻ vô liêm sỉ vào nhà mình và chung sống với mình tận 3 năm trời. Nhưng dần dần anh lại thấy cô muốn tránh xa anh, càng xa càng tốt. Muốn anh biến khỏi tầm mắt của cô, muốn anh không được phép biết tới những khó khăn cô trải qua, cho dù chỉ là một chút. Thậm chí có nhiều lần anh còn thấy cô khóc âm thầm, khóc rất thương tâm, một mình ôm mặt tức tưởi trong bóng tối. Nhưng mà chỉ cần thấy anh thôi, bộ dáng bất cần lại hiện ra, giống như cô chưa từng đau lòng, chưa từng bất lực, chưa từng ấm ức. Những ngày tháng cô nằm viện, nhìn cô gượng cười mà trong lòng anh giống như chết lặng. Cô cố gắng tỏ ra là mình vẫn rất ổn trước mặt anh.
Anh từng nghĩ nếu hôm đó cô không gọi điện cho anh một mình chống chọi với tên biến thái, có phải là sáng hôm sau thứ anh nhìn thấy là cái xác lạnh lẽo nằm gọn trong hàng trúc đào xanh ngắt không? Càng nghĩ mà trong lòng anh lại càng có nhiều nỗi lo. Không ổn rồi, tự dưng anh mong được về nhà. Lỡ đâu không có anh, cô xảy ra bất trắc gì thì sao? Vì sự lo lắng thái quá đó, ngày hôm sau xe của cô lại có thêm vài vệ sĩ, còn chưa tính vệ sĩ theo dõi từ xa, đúng là ô dề quá rồi. Những ngày anh đi, cô và Nguyệt Cầm thường ăn cơm chung và đi mua sắm với nhau. Hai chị em hay tâm sự chuyện trên trời dưới biển, chỉ là lâu lâu Nguyệt Cầm sẽ có mấy cuộc gọi lạ. Cuối thường đi ra một góc để mà nghe máy, nghe rất lâu rồi mới quay lại. Mới đầu thì Hiểu Thi không để ý cho lắm, nhưng mà tần suất diễn ra ngày càng nhiều hơn nên không để ý cũng không được. Tâm trạng của Nguyệt Cầm gần đây rất tốt, cô ấy hay cười, thường nói bâng quơ với cô rằng: "Sau này xa chị, em sẽ nhớ chị nhiều lắm đấy." Những lúc như vậy cô chỉ mỉm cười mắng yêu vài câu. Ai có thể biết được sau này ai xa ai. Thời gian của hạnh phúc cô chỉ có thể có hạn mức 3 năm, được in ấn trên tờ giấy mỏng. Hết hạn sử dụng là cô phải rời đi thôi. Thời gian giống như kim phút trên đồng hồ, tích tắc một cái mở mắt ra đã trôi đi nhanh đến mức đuổi không kịp. Còn 2 ngày nữa là anh về. Những ngày gần đây tần suất anh gọi cho cô càng ngày càng nhiều hơn. Rõ ràng chỉ cần đợi 2 ngày nữa thôi mà, sao anh cứ nhất quyết phải gọi cho cô làm gì không biết. Đêm lao sao, cô ôm con gấu bông màu hồng mà anh tặng ra cái ghế êm ái gần ban công ngắm đường phố về đêm. Những ngày không có Hứa Đình Viễn ở đây, đều là con gấu bông giúp cô xoa dịu nỗi bất an. Nghĩ về những gì anh đã làm, cô chỉ có thể cảm thán một điều: anh quá tốt, quá tốt với một người không đáng để tâm như cô. Nếu đã không thể trả anh hết đường về mặt tài chính, cô chỉ có thể dùng toàn bộ thời gian còn lại đối xử với anh toàn tâm toàn ý. Lúc này đây, Dương Tùng Quân nhìn cô gái xinh đẹp trong lòng, mặc cái đầm bó sát mà dâng lên ham muốn mãnh liệt. Từ ngày gặp nhau đến bây giờ, hai người lúc nào cũng bị phá bĩnh trong những lúc quan trọng nhất. Còn 2 ngày nữa cần phải ôm tiền bỏ trốn rồi. Nếu như không sơ mối được chút nào thì đúng là thiệt thòi cho anh ta quá. Có tiền rồi thì có thể cùng nhau đến bãi biển tổ chức đám cưới riêng của chúng ta. Anh à, em muốn có thật nhiều hoa thạch thảo trong lễ cưới của chúng mình. Bàn tay to lớn khẽ nâng cằm cô gái lên, rồi đặt lên đó nụ hôn. Tất nhiên rồi, nhưng mà em cứ như vậy bỏ đi về anh, em có thấy hối hận không? Cô dùng ngón trỏ giữ môi của người đàn ông lại, ngăn cản những lời nói tiếp theo phát ra. Tất nhiên là em không bao giờ hối hận, chỉ cần có anh ở bên cạnh, cho dù thế nào em cũng không hối hận đâu. Dương Tùng Quân nhấc bổng Nguyệt Cầm lên, ném cô lên giường. Cô cảm thấy hành động này của anh có chút mạnh bạo, nhưng mà chỉ còn 2 ngày nữa là hai người có thể đường đường chính chính ở bên nhau, làm sao mà anh nôn nóng như vậy. Cơ thể bé nhỏ khẽ ngồi dậy, ôm lấy anh thì thầm: em muốn dành toàn bộ cho đêm tân hôn có được không? Chết tiệt, dành cái quái gì mà dành. Nếu là để dành vậy mà gợi cảm như vậy, không phải câu dẫn anh thì có ý gì đây? Không được, hôm nay nhất định anh ta phải lên giường với Nguyệt Cầm. Anh muốn em, vậy mà em lại không thể nào cho anh sao? Hay em vốn dĩ không muốn cùng với anh? Không phải, em không có ý đó đâu. Nếu vậy thì cho anh đi, Nguyệt Cầm. Thực ra cô hoàn toàn có thể đáp ứng, nhưng mà lời nói, hành động của Dương Tùng Quân giống như đang ép buộc cô. Lẽ nào chuyện ân ái còn quan trọng hơn cả cảm xúc của cô lúc này à? Dương Tùng Quân nhìn vẻ mặt không mấy thuận theo của Nguyệt Cầm, âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Chỉ là ngủ một đêm với nhau thôi mà cũng khó chịu như vậy, nhưng mà anh ta bắt buộc phải nhịn xuống. Lỡ đâu cô đổi ý không rút tiền nữa, lúc đó thì mất cả trì lẫn trải, điều bất lợi đều hướng về anh ta chứ còn ai nữa. Dương Tùng Quân ôm lấy vai của cô dỗ dành: anh sai rồi, anh không nên nổi nóng với em. Chỉ là anh quá yêu em cho nên không thể nào kiềm chế được lòng mình thôi. Cô phụng phịu nhìn anh, trong câu nói pha chút bực dọc. Bây giờ em cũng là người của anh rồi,
Em có chạy đi đâu mất đâu mà anh sợ chứ? Tất nhiên, người nhịn xuống vẫn sẽ là Dương Tùng Quân. Người phụ nữ như Nguyệt Cầm chỉ cần dỗ dành một chút, anh ta sẽ không thiệt đâu. Hai ngày sau, trùng hợp là chủ nhật, cho nên Nguyệt Cầm rủ Hiểu Thi đi siêu thị để mua đồ. Vừa hay cô cũng muốn mua một số món để bồi bổ cho Hứa Đình Viễn, nên cô lập tức đồng ý. Nguyệt Cầm đỗ xe, còn cô thì chờ bên ngoài, hai người hẹn gặp nhau ở dưới sảnh. Chị chờ em có lâu không? Hiểu Thi mỉm cười lắc đầu, hai cô gái cùng nhau bước vào siêu thị đông đúc. Vào trong rồi, Nguyệt Cầm nói là muốn mua một chút đồ dùng cá nhân nên đi trước. Hiểu Thi thì vô tư dạo quanh khu thực phẩm. Nhiều thế này cũng thật khó chọn. Không biết Hứa Đình Viễn thích ăn gì đây? Thực ra thì cô cũng muốn gọi cho anh hỏi thử. Chỉ là nếu làm như vậy sẽ chẳng còn gì bất ngờ nữa. Cho nên cô quyết định làm theo cảm tính của bản thân. Chọn lựa một hồi, cảm thấy ổn rồi. Cho nên cô muốn đến chỗ cùng Nguyệt Cầm. Cô đi đã lâu mà vẫn chưa thấy quay lại. Không biết chọn được thứ mình cần chưa? Tự dưng Hiểu Thi lại bị thu hút bởi đám đông phía trước. Cô căn bản là không quan tâm quá nhiều, định giờ đi. Nhưng dường như là có nguồn linh cảm không lành, cô vẫn quyết định đi về phía đám đông. Chen lấn mãi mới có thể lên được đằng trước. Đập vào mắt của cô là khuôn mặt ngơ ngác của Nguyệt Cầm đang đối diện với một người phụ nữ. Đằng sau cô ta là một nhóm tầm 3-4 người. Người nào người nấy đều hầm hầm sức sược, nhìn về phía Nguyệt Cầm như muốn ăn tươi nuốt sống. Có dự cảm không lành, cô tiến về phía Nguyệt Cầm chắn trước mặt cô ấy. Có chuyện gì thế? Sao mấy người lại tìm em? Em cũng không biết nữa. Đặc biệt là người phụ nữ đứng đầu này, chưa nói gì đã muốn đánh em rồi. Vừa dứt lời, người phụ nữ kia đã đứng trước mặt cô, không nể nang gì, gằn giọng. Biết điều thì cút ra chỗ khác, để tao còn giải quyết việc riêng, nếu không tao sẽ đánh luôn cả mày đấy. Cô nhìn người phụ nữ kia, tuy ăn mặc không quá trưng diện nhưng mà lại rất thu hút người nhìn. Vẻ đanh đá bộc trực, chắc chắn không bao giờ để bản thân chịu thiệt thòi. Việc cô cần làm bây giờ chỉ có thể là hòa giải thôi. Chắc là chị có gì hiểu lầm rồi. Em của tôi là một người rất tốt, nhất định không bao giờ gây sự với ai. Có gì chúng ta từ từ giải quyết với nhau. Chị lời ra tiếng vào nơi công cộng thế này không được hay cho lắm. Cứ nghĩ rằng người đối diện sẽ vì câu nói của Hiểu Thi mà trở nên bình tĩnh phần nào. Nhưng mà không ngờ cô lại châm ngòi cho ngọn lửa giận dữ trong lòng cô ta bùng lên dữ dội. Hiểu lầm cái quái gì? Con hồ ly tinh này nó cướp chồng tao đấy. Bây giờ tao mà còn nhân nhượng với nó được à? Hôm nay nếu mà không để nó mất hết mặt mũi thì tao không phải là con người nữa. Lời nói vừa dứt, chiếc túi xách trong tay của người phụ nữ vung lên nhằm về phía cô Nguyệt Cầm mà giáng xuống. Trong gang tấc, cô đứng trước mặt đỡ cho Nguyệt Cầm, cho nên không ngoài dự đoán, cái túi xách đính đá đập thẳng vào góc trán. Máu đỏ trên trán của Hiểu Thi lập tức trào ra. Lực tác động của người phụ nữ kia khá mạnh, cô có thể cảm nhận được sự căm phẫn tột cùng thông qua cái cách mà cô ta không do dự giáng thẳng đòn chí mạng. Cô choáng váng lùi về đằng sau vài bước. Nguyệt Cầm vội vàng đỡ lấy Hiểu Thi rồi lên tiếng chất vấn. Này chị kia, chị ra ngoài không mang não à? Dám đánh người của tôi. Mấy đứa tiểu tam thời nay bạo dạn thật đấy. Vừa mặt dày lại còn vô liêm sỉ. Tao nói cho mày biết, mày câu dẫn ai không câu dẫn lại đi câu dẫn chồng tao thì mày đến số rồi, còn danh con. Nguyệt Cầm nghe người phụ nữ kia nói thì cười khẩy. Cô thèm khát quái gì loại đàn ông đã có vợ. Muốn tiếp cận giới thượng lưu thì không nên dùng thủ đoạn lãng nhách như thế này. Tôi không rảnh để mà tiếp cận đàn ông có vợ. Nếu chị còn tiếp tục ở nơi này làm loạn, chị có tin là tôi sẽ cho chị ra tòa vì cái tội xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác không? Giống như vừa nghe được câu chuyện khôi hài, người phụ nữ kia cười phá lên, mặt mang theo đầy sự khinh khỉnh nhìn về phía của Nguyệt Cầm. Vậy sao? Thế người đàn ông tên là Dương Tùng Quân chắc mày biết nhỉ? Nghe đến tên Dương Tùng Quân, Nguyệt Cầm bất động. Ý người phụ nữ này có nghĩa là cô ta là vợ của Dương Tùng Quân sao? Nhưng mà rõ ràng hôm nay là ngày Dương Tùng Quân và Nguyệt Cầm sẽ cùng nhau đi đăng ký kết hôn. Lý nào lại có chuyện anh có vợ? Có chăng cũng chỉ là trùng tên mà thôi.
Đúng là tôi có người yêu tên Dương Tùng Quân, nhưng không phải là người chị nhắc đến đâu. Vừa nghe được câu trả lời từ Nguyệt Cầm, mấy người phụ nữ đằng sau lại càng thêm khẳng định chắc chắn. Vậy thì đúng là nó rồi còn gì nữa. Chị Hương, cho nó một trận ra bã đi. Cơn phẫn nộ ập đến như vũ bão, cả đám người lao về phía hai cô gái. Người đến xem kịch hay càng ngày càng nhiều hơn. Người ta không quan tâm đến đầu đuôi câu chuyện như thế nào, chỉ cần biết thông tin qua những lời nói truyền tai nhau. Tiếng xì xào bàn tán càng ngày càng nhiều, câu từ vô cùng khó nghe. Con bé váy đen kia là Tiểu Tam, cướp chồng chị áo vàng đấy. Thì cái đứa bị chảy máu đầu là ai thế? Ngu thì chết chứ sao? Đi bên cái con áo đen kia, chắc cũng là cá mè một lứa với nhau cả. Chị và tôi vào đánh cùng luôn đi. Cái loại vô liêm sỉ không biết xấu hổ đó, đánh chết cũng không tiếc. Mọi người nói là làm, cả một đám người xông vào như muốn lấy mạng Nguyệt Cầm. Hiểu thì đứng trước mặt cô ấy, chỉ cần có người làm khó dễ, cô nhất quyết sẽ không nương tay. Nhưng mà Nguyệt Cầm vốn dĩ cần phải làm rõ chuyện này nên hét lên. Chị kia, chị có bằng chứng gì không mà dám nói mình là vợ của anh Quân chứ? Thích bằng chứng chứ gì? Có bằng chứng xong là tao có quyền đánh chết mày có phải không? Con hồ ly tinh này. Tức thì người phụ nữ đưa ra bức ảnh cưới của cô ta và Dương Tùng Quân, đưa ra trước mặt của Nguyệt Cầm. Bởi vì quá sốc và bàng hoàng, Nguyệt Cầm run rẩy lùi về đằng sau. Sao có thể chứ? Sao Tùng Quân lại? Rõ ràng anh ấy vẫn còn độc thân cơ mà, sao có thể? Nhìn những bức hình Dương Tùng Quân mặc đồ chú rể, hạnh phúc tay trong tay với cô gái trước mặt, mà nước mắt của Nguyệt Cầm rơi lã chã. Nguyệt Cầm nắm lấy vai của Hiểu Thi mất kiểm soát gào lên. Sao có thể? Đây không phải là sự thật. Chị à, chị nói cho em biết, đây không phải sự thật đi, có được không? Em xin chị đấy. Người mà em nhớ nhung tận hơn 3 năm trời, sao có thể? Người phụ nữ tên Hương không hiểu sao Tiểu Tam lại khóc lóc thương tâm như vậy. Nhưng mà cơn giận đã lấn át lý trí, nhân lúc Nguyệt Cầm không chú ý, liền không do dự mà vung tay. Bàn tay định giáng xuống kia đã khựng lại bởi một lực rất lớn ngăn chặn. Hiểu thì đỡ em chồng đứng dậy, muốn nhìn xem người đang giúp đỡ bọn họ là ai. Anh Tùng Quân, anh đến rồi. Anh nói đi, anh và người phụ nữ này căn bản không có mối quan hệ gì đúng không? Dương Tùng Quân xoay người ôm Nguyệt Cầm rồi trấn an. Lời nói của một kẻ điên mà em cũng tin sao? Anh quen cô ta thế nào được chứ? Đi thôi, anh đưa em rời khỏi đây trước. Câu nói của người đàn ông vô cùng gấp gáp, sau đó vội vàng kéo tay Nguyệt Cầm quay lưng rồi đi. Gót giày vừa tiếp xúc với mặt đất được vài bước thì đã bị người phụ nữ kia chạy theo bám lấy cánh tay mà giữ lại. Không được đi, anh không được đi. Em mới là vợ của anh cơ mà, Tùng Quân. Lúc này, cho dù là một kẻ ngu ngốc thì Nguyệt Cầm cũng có thể nhận ra được Dương Tùng Quân và người phụ nữ này chắc chắn là có vấn đề. Qua tấm hình ban nãy, niềm tin của Nguyệt Cầm dành cho anh đã không còn như trước đây. Ngày hôm nay nếu mọi chuyện không rõ ràng thì cô nhất quyết không rời khỏi đây cho dù là nửa bước. Dương Tùng Quân quay đầu trừng mắt nhìn cô gái tên Hương cảnh cáo. Con đàn bà ngu ngốc này còn nói thêm một câu nào nữa thì đừng trách Dương Tùng Quân này không nương tay. Không nói không rằng, dẫn người đi phá nát rùa vàng của anh, đợi xem đến lúc về nhà anh sẽ xử lý cô ta như thế nào đây. Bỏ tay ra, cô làm loạn đủ chưa? Thục Hương sững người, đây là lần đầu tiên anh nổi cáu với cô là vì cô gái kia sao? Cô ta là một kẻ cướp chồng người khác, cướp anh khỏi tay mình, dựa vào đâu mà nhận được đãi ngộ như vậy? Em không bỏ, anh là chồng của em cơ mà, sao em phải bỏ chứ? Cô không bỏ có đúng không? Cô không hiểu tiếng người à? Vậy thì tôi bỏ. Vừa dứt lời, Dương Tùng Quân hất tay một cái. Thục Hương loạng choạng ngã sõng xoài ra mặt đất, chẳng mảy may hối hận trước hành động khiếm nhã. Dương Tùng Quân thản nhiên kéo tay Nguyệt Cầm rồi đi. Trái ngược với sự vồ vập của bạn trai, Nguyệt Cầm gỡ tay ra khỏi anh, ánh mắt vô cùng xa lạ nhìn người đàn ông mà mình yêu say đắm. Cô bình thản tiến lại đỡ người phụ nữ kia lên, nhưng mà khuôn mặt lập tức biến sắc. Cơ thể của Thục Hương chảy đầy máu, từng dòng chậm chậm lăn xuống đến đùi.
Em đau, em đau quá, Tùng Quân. Tên đàn ông bội bạc kia cho rằng Thục Hương đang làm trò, nên nhếch môi khinh khỉnh. Em tốt với người, muốn bôi nhọ em làm gì chứ, Nguyệt Cầm. Tốt quá, sẽ hại thân đấy. Chúng ta đi trước đi. Anh và em sẽ đi kết hôn với một rừng hoa thạch thảo của riêng chúng ta. Một tiếng bốp vang lên. Trương Hiểu Thi giáng cái tát vào mặt của Dương Tùng Quân. Quan sát nãy giờ, cô dám khẳng định kẻ sai ở đây là tên đàn ông đốn mặt này. Mày là cái gì mà mày dám tát tao? Mày chán sống rồi à? Cút ra khỏi đây, đừng để tao điên tiết lên, thằng khốn nạn. Một con danh con mà dám đe dọa Dương Tùng Quân này sao? Đúng là tự tìm đường chết rồi. Khi mà cả hai người còn đang đôi co, Nguyệt Cầm đã hoảng hốt lên tiếng. Đưa cô ấy đến bệnh viện đi, nếu còn chậm trễ sẽ không cứu nổi đâu. Dương Tùng Quân lúc này như quên mất bản thân mình đang đóng kịch, lập tức lao tới ôm Thục Hương chạy đi. Còn Hiểu Thi, Nguyệt Cầm bắt taxi bám sát theo sau. Một nhóm người, kể cả nhóm bạn của Thục Hương chờ bên ngoài. Màu đèn đỏ chói vẫn mãi chưa tắt, khiến cho người bên ngoài vô cùng sốt ruột. Thời gian từng giây từng phút chậm rãi trôi qua, đến khi mà bác sĩ bước ra ngoài, đến gần nhóm người đang chờ đợi, thì họ mới lên tiếng nói. Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi? Ai là người nhà của bệnh nhân? Sau câu hỏi đó, ánh mắt của ba người bạn của Thục Hương đều dán chặt lên người của Dương Tùng Quân. Cuối cùng vì không chịu được áp lực cho nên vội vàng nói. Là tôi đây. Anh là gì của cô ấy? Tôi là chồng của cô ấy. Dương Tùng Quân vừa nói vừa dè dặt nhìn sang Nguyệt Cầm. Bác sĩ thở dài rồi đưa ra thông báo. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng mà không thể nào cứu được đứa bé trong bụng của bệnh nhân. Nghe được tin sốc, Dương Tùng Quân không thể nào thản nhiên được nữa. Thục Hương có thai từ bao giờ chứ? Rõ ràng bác sĩ từng nói, buồng trứng của cô ấy khác với người bình thường, bị đa nang cả hai bên, nên khả năng mang thai là cực kỳ thấp. Dù trước đây đã đi chạy chữa nhiều nơi mà không thể nào có con được, mà bây giờ thì... Không kịp định thần mọi thứ đang xảy ra, Dương Tùng Quân đã bị những cái tát liên hoàn giáng vào mặt. Đồ khốn, tất cả là do mày, cho nên Thục Hương mới xảy thai. Bị đánh bất ngờ, Tùng Quân nổi đóa, gương mặt hiện ra nét điểu cáng. Nguyệt Cầm từ lúc vào viện đến giờ không hé răng nửa lời, lặng lẽ quan sát biểu hiện của người đàn ông mình toàn tâm toàn ý dành tình yêu thương. Hiện thực cho thấy cô chỉ là một kẻ ngu ngốc đi tin vào thứ tình yêu không xứng đáng. Thục Hương vẫn chưa tỉnh lại, Dương Tùng Quân muốn vào thăm cô ấy, nhưng mà những người bạn kia nhất quyết không cho anh ta vào. Hết cách, anh ta chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi. Bất chợt ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của Nguyệt Cầm. Tại khuôn viên vắng người trong bệnh viện, một nam một nữ đối diện nhau, đôi mắt cô gái tràn đầy thất vọng nhưng vẫn vô cùng cố chấp. Anh nói thật đi, em muốn nghe chính miệng anh nói. Dương Tùng Quân ôm trán ra sức phân trần. Anh phải nói cái gì? Chúng ta có gì mà thật với giả chứ? Anh chỉ có một mình em mà thôi. Anh coi em là cái gì? Là trẻ lên ba à? Hay là một người thần kinh có vấn đề? Nếu anh không còn yêu em nữa thì anh hoàn toàn có thể nói với em cơ mà. Em thà rằng sẽ rời đi còn hơn là phải rơi vào tình huống khó xử thế này. Anh biết người ta gọi em là gì không? Gọi em là tiểu tam đấy, là loại mặt dày lăng loàn cướp chồng người khác đấy, anh có biết không? Bầu không khí ngay sau đó rơi vào trong trầm tư, chỉ còn những tán lá cây nghiêng mình theo chiều gió. Dương Tùng Quân ôm lấy Nguyệt Cầm, nhưng giờ đây cô chỉ cảm thấy người đàn ông này thật là bẩn thỉu, lập tức vùng vẫy thoát ra. Chia tay đi, sau này đừng bao giờ gặp nhau nữa. Không, không được. Nếu như anh và Nguyệt Cầm chia tay thì số tiền kia phải làm thế nào? Không thể nào như vậy được. Dương Tùng Quân giống như một kẻ biến thái, ôm chặt Nguyệt Cầm không buông, ép buộc cô phải ở bên mình, thậm chí còn ngấu nghiến hôn môi cô, cầu xin giữ lại mối quan hệ không thể nào vãn hồi. Không, anh không đồng ý. Em khó xử có đúng không? Không sao hết, giờ đây anh sẽ lập tức ly hôn với Thục Hương. Anh sẽ chỉ là cùng một mình em thôi, kể cả cô ta hay là con gì đó anh cũng không cần. Anh xin em đấy, Nguyệt Cầm. Nguyệt Cầm ngỡ ngàng. Rốt cuộc thì mắt cô mù, tai cô điếc đến mức nào
mà lại có thể dành tình yêu cho một kẻ máu lạnh suốt bao năm trời, thậm chí vì người này mà cô quay lưng với cả thân sinh. Hứa Nguyệt Cầm, mày điên thật rồi. Cô không do dự mà cho Dương Tùng Quân một cái tát. Đồ khốn nạn, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi thêm một lần nào nữa. Lớp mặt nạ dịu dàng thư sinh nho nhã bị một cái tát lột ra. Dương Tùng Quân nghiến răng nghiến lợi bóp lấy cổ của cô. Từng câu từng chữ phát ra đều giống như âm thanh từ địa ngục vọng lên. Mày dám tát tao sao? Mày chẳng qua cũng chỉ là một con điếm đã từng được tao chạm qua mà thôi. Nếu không phải là mày giàu có thì tao lại phải cúi đầu trước mày chắc. Lực tay Dương Tùng Quân sử dụng, nó rất lớn, cảm giác đau đớn, nghẹt thở bùa vây. Cô chỉ có thể ú ớ vài câu. Bỏ, bỏ ra, bỏ ra. Hứa tiểu thư, tao nói cho mày biết, kể từ lúc mà mày ném tiền vào mặt tao, tao đã thề nhất định phải vứt mày xuống bùn tanh để mày biết được cảm giác nhục nhã của tao lúc đó. Tao nghe nói mày còn vì tao mà quay mặt với gia đình. Tao nên cảm động về tình yêu của mày hay là cười vào mặt mày vì mày quá ngu ngốc đây? Từng dòng nước mắt nóng hổi tràn ra khóe mi. Cô đã sai thật rồi, nhưng mà tại sao muộn màng như vậy mới nhận ra lỗi lầm? Tại sao cô không thể nhận ra sớm hơn mà lại để cho những người yêu thương cô phải chịu tổn thương? Bàn tay của Dương Tùng Quân siết càng ngày càng mạnh, nâng cả cơ thể của cô lên. Nước mắt tuôn ra càng nhiều hơn, thấm ướt lòng bàn tay của Dương Tùng Quân, mà anh ta thì không mảy may quan tâm. Cô không thể nào mất mạng ở đây được, anh ta nhất định phải trả giá đắt. Đúng lúc này, âm thanh bốp bốp vang lên. Nguyệt Cầm ngã xuống mặt đất, ôm cổ ho khủ khủ. Còn người đàn ông kia thì bị đá cho một cú, tác động thẳng vào tiểu não nên choáng váng, rúi mặt xuống đất. Em có sao không, Nguyệt Cầm? Trương Hiểu Thi vội vàng chạy tới đỡ em chồng. Cũng may là cô không yên tâm vào tên đàn ông này, nên khi hai người họ rời đi được tầm 5 phút thì cô đã nhanh chóng chạy đi tìm. Đến nơi vắng vẻ như vậy để mà bắt nạt em chồng cô sao? Chán sống thật rồi. Hóa ra là mày à? Một cái tát của mày trong siêu thị ta vẫn còn chưa tính sổ đâu. Hay là ân oán nợ nần tính luôn một thể ở đây đi. Hiểu Thi nhìn xung quanh, cả một bóng người cũng không có, bảo sao tên khốn này dám làm loạn. Nguyệt Cầm ôm lấy cô nức nở, chỉ cần chị dâu cô tới muộn một chút nữa thôi thì không biết là Dương Tùng Quân sẽ đối xử với cô thế nào. Đôi mắt của người đàn ông kia vẫn hằn lên tơ máu, nhân lúc hai cô gái không chú ý, tay cuộn thành đường quyền. Hiểu Thi cảm nhận được nguy hiểm ở đằng sau, lập tức xoay người, đạp thẳng một cú vào bụng của Dương Tùng Quân. Mất tự tin đến nỗi đánh lén à? Sau câu nói đó là những đòn đá chí mạng, cô không ngại tấn công vào hạ bộ của tên điều cáng. Cô nghĩ đến cái đẩy của hắn ta làm cho người vợ vô tội kia mất đi đứa con, khó khăn lắm mới có được, cô lại dùng lực nhiều hơn. Loại người như anh ta không xứng đáng trở thành cha của bất kỳ đứa trẻ nào. Tha cho tôi đi. Tôi biết lỗi rồi mà. Máu chiến đã nổi lên thì không tha cho bố con thằng nào hết. Khi mà anh ta bắt nạt Nguyệt Cầm, sao anh ta không nghĩ đến hậu quả như thế này chứ? Dương Tùng Quân nằm co quắp, ôm lấy cổ Quý, run lẩy bẩy, miệng lắp bắp van nài. Mới hiệp một thôi. Anh Quân đây không cần phải nóng vội như thế. Cái gì cơ? Không chỉ có Dương Tùng Quân, mà ngay cả Nguyệt Cầm cũng hoảng loạn. Thực ra thì nhìn bộ dáng rúm gió của tên khốn nạn kia, Nguyệt Cầm rất hả dạ. Nhưng mà nếu chị dâu cô còn tiếp tục, chỉ sợ sẽ mất mạng người ta. Nghĩ như vậy, Nguyệt Cầm vội vàng lấy điện thoại gọi cho Hứa Đình Viễn. Chỉ có anh trai cô mới có thể cản được vợ mình thôi. Nguyệt Cầm còn chưa kịp chạy tới ngăn cản thì Dương Tùng Quân đã lãnh thêm vài cú điếng người. Người như anh ta chỉ bắt nạt kẻ yếu là giỏi. Hiểu Thi cô nhất định phải cho anh ta thê thảm để biết thế nào là khốn đốn. Chị Đại à, em xin chị, em biết lỗi rồi, em không dám như vậy nữa đâu. Người cần xin lỗi không phải là tôi đâu. Dương Tùng Quân lê lết tấm thân tàn đến chỗ của Nguyệt Cầm rối rít nói. Em yêu à, anh xin lỗi em, anh biết lỗi rồi. Em bảo chị ấy đừng đánh nữa, đánh nữa anh chết thật đấy. Nguyệt Cầm không thèm liếc mắt đến một cái nào. Nếu không phải là chị dâu cô dạy cho anh ta một bài học, liệu anh ta có mở mồm xin lỗi cô không? Hay là
đưa tay bóp chết cả hai chị em luôn rồi. Thấy tình hình có vẻ không khả quan, Dương Tùng Quân nhân lúc Hiểu Thi không để ý định tẩu thoát, nhưng rất nhanh đã bị cú đá của cô làm cho quay đầu. Từ đằng xa, người đàn ông vô cùng phong độ chạy tới, trên mặt còn hiện ra đầy lo lắng. Dương Tùng Quân đoán có người cứu mình thì lấy tất cả sức bình sinh mà gào lên: "Ở bên này, anh gì ơi, giúp tôi với, tôi bên này." Rất nhanh sau đó, người đàn ông chạy về phía Dương Tùng Quân. Còn chưa kịp vui mừng thì người đó đã nhanh chóng chạy tới bên cạnh cô gái, đã sút gần một chục cái vào hạ bộ của mình hỏi han: "Dùng lực để đá nhiều như vậy, còn gì là chân nữa? Em có biết em làm anh lo lắng lắm không?" Âm thanh cả tháng nay chỉ được nghe qua điện thoại, giờ đây lại gần trong gang tấc, giọng điệu cưng chiều như vậy làm cho Hiểu Thi nhất thời mất tập trung, máu nóng trong người hạ nhiệt nhanh chóng. "Anh về từ bao giờ thế? Mà sao anh biết em đang ở đây?" "Nguyệt Cầm gửi vị trí cho anh, chúng ta về thôi." Nhớ ra chuyện cần làm, Hiểu Thi quay người nhìn người đang nằm sõng soài dưới đất, định xoay lưng đi thì đã bị anh ngăn cản. Hứa Đình Viễn lướt mắt ra hiệu cho An Chí Khiên, rồi kéo tay cô vợ thục nữ của mình rồi đi trước. "Những chuyện bẩn tay thế này từ nay về sau không được để thiếu phu nhân phải động đến." Cô muốn đưa cả Nguyệt Cầm đi cùng, nhưng mà cô ấy nói cần phải giải quyết sòng phẳng với Dương Tùng Quân, cho nên cô và anh đi trước. Cả tháng rồi không gặp, vậy mà người đàn ông này vẫn đẹp trai phong độ như vậy, làm cho tầm mắt của cô khó mà gì rồi. Vốn muốn anh về nhà sẽ nấu cho anh một bữa cơm thật ngon, mà trong lúc gấp gáp đã quên tất cả mọi thứ ở siêu thị rồi. Rõ ràng đêm qua cô đã nghĩ về buổi gặp mặt ngày hôm nay, sẽ kể rất nhiều chuyện cho anh nghe. Nhưng mà đến khi hai người mặt đối mặt, miệng cô lại không thể nào cất lên nổi nửa chữ. Tim đập chân run, khuôn mặt ửng đỏ đầy ngại ngùng. Nhìn biểu cảm đáng yêu của cô vợ nhỏ, anh không khỏi phì cười. Đáng yêu thật đấy. Hai người trở về nhà cũng đã là gần chập tối, vì phải đi mua chút nguyên liệu. Mặc dù anh đã nói là không cần phải nấu nướng phiền phức, thế nhưng cô vẫn cố chấp nhất định phải tự mình nấu bữa tối cho anh. Anh đứng trong bếp giúp cô nhặt rau củ, vừa nhặt vừa nhìn gương mặt chăm chú của cô. Người ta thường nói dáng vẻ tập trung là một việc gì đó là dáng vẻ đẹp nhất. Còn đối với anh, chỉ cần người đó là Trương Hiểu Thi thì cô làm cái gì cũng đều xinh đẹp tuyệt vời. "Anh cắt nhanh tay một chút, Nguyệt Cầm sắp về rồi đấy." "Rốt cuộc em chuẩn bị cơm cho em chồng hay là chuẩn bị cho anh đây?" Cô nhìn anh, đôi mắt hiện ra tia tinh quái. "Anh thử đoán xem." Hình như đây là lần đầu tiên cô trêu ghẹo anh. Cô nàng này xem ra nghịch ngợm thật đấy. Anh mỉm cười, chuyển khay cà rốt đã cắt xong về phía cô. Một tháng không gặp, cô gầy đi nhiều. Rõ ràng ngày nào cũng quan sát, vậy mà không thể nào duy trì được cân nặng anh dễ công nuôi dưỡng. Nồi canh hầm đã sôi rồi, cô đứng dậy điều chỉnh nhỏ lửa, gia giảm gia vị cho vừa miệng, sau đó thì cho củ quả vào trong nồi. Tự dưng eo cô bị ai đó ôm chặt, vai cũng bị người ta để cằm tì lên. Mùi hương nam tính quen thuộc bao phủ lấy cơ thể, cô khẽ cựa mình, âm thanh yếu ớt phát ra trong cổ họng. "Để yên cho em nấu nào, anh phiền thật đấy." Người nào đó cho dù bị xua đuổi vẫn gan lì bám dính, không buông ra, làm trái tim của cô loạn nhịp. Khi mọi thứ được bày biện ra bàn ăn thì cũng là lúc mà Nguyệt Cầm được An Chí Khiên đưa về nhà. Cơm canh nóng hổi, Nguyệt Cầm mời An Chí Khiên ở lại dùng bữa luôn để cảm ơn đã giúp đỡ cô ấy ngày hôm nay. Bốn người, hai nam hai nữ, xếp theo cặp ngồi đối diện với nhau. Hứa Đình Viễn múc bát canh đầy, thổi qua cho nguội, sau đó thì đặt trước mặt của Hiểu Thi. Anh không ngại, nhưng mà cô ngại, làm vậy là hơi quá rồi nha. "Tình cảm vợ chồng xem tốt thật đấy." "Cậu đó, cậu cũng nhanh chóng lấy vợ đi, bao nhiêu tuổi rồi?" An Chí Khiên cười cười gãi đầu. Con đường tình duyên của anh ta vốn lận đận, người muốn lấy cũng không lấy được, chỉ có thể đứng từ xa chúc họ hạnh phúc. "Cái này có phải là muốn là được ngay đâu sếp ơi." Tình huống này, việc mà Hiểu Thi cần làm là ngoan ngoãn ngồi ăn cơm. Ai mà biết được, lỡ lát nữa anh lại nổi cơn gì đó, cô không dám chắc. Ngồi với nhau khoảng hơn 10 phút, Nguyệt Cầm buông đũa, xin phép lên phòng trước.
Chỉ trong vòng có một ngày mà cô ấy phải chịu đựng đả kích quá lớn. Nếu là Hiểu Thi thì cô chắc chắn cũng suy sụp thôi. An Chí Khiên cũng nhanh chóng lái xe rời đi. Trong căn bếp lúc này chỉ còn lại có Hiểu Thi và Đình Viễn. Anh giúp cô dọn dẹp, tất cả quá trình đó đều rơi vào trong trầm tư, không ai nói với ai câu nào. Vốn dĩ cô muốn trở về phòng, nhưng mà ánh mắt lại dừng ở cánh cửa đóng kín. Bước chân đến gần, cô hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa. Từ bên trong vọng ra câu hỏi, cô dè dặt nói: "Chị vào có được không, Nguyệt Cầm?" Cánh cửa lớn nhanh chóng mở rộng, cô đi vào trong. Việc đầu tiên chính là quan sát biểu cảm của Nguyệt Cầm. Cô ấy đang khóc, hai mắt sưng vù lên. Cô còn chưa kịp nói gì đã bị ôm chặt lấy. Theo sau là tiếng khóc thảm thương. Cô cảm thấy trái tim mình đau đớn, dường như phần nào thấu hiểu được sự đau thương mà tình yêu mang lại. Bởi vì sau này có khi người phải khóc chính là cô đây. Khóc một mình cũng chẳng có ai an ủi. Bàn tay nhỏ khẽ đập vai của Nguyệt Cầm vỗ về. Nếu có thể thì cô ấy hãy khóc hết đêm nay. Khóc thật to vào, khóc hết sức mình đi. Để rồi ngày mai khi mà bình minh ló dạng sẽ lau khô đi những buồn đau còn sót lại. Ngày mới bắt đầu, cuộc đời cô gái này cũng sẽ rẽ sang trang mới, không bao giờ phải chôn vùi bởi một người đàn ông không xứng đáng. Đêm nay Hiểu Thi gọi cho anh, nói rằng mình sẽ ngủ cùng với Nguyệt Cầm. Vắng cô một đêm đối với anh chăng cũng chẳng có gì to tát, vì dù sao trước đây hai người cũng ngủ riêng mà. Hơn 12 giờ khuya, hai cô gái nhỏ vẫn chưa ngủ, tâm sự với nhau. Nguyệt Cầm kể cho cô nghe về những sai lầm trong quá khứ của mình, kể về những ngày tháng đầu tiên gặp Dương Tùng Quân và những lần nghiệt duyên giữa hai người. "Chị có biết tại sao khi mà em thấy Thục Hương chảy máu, em thà rằng quay lại đỡ cô ấy, còn hơn là đi theo Dương Tùng Quân không?" Hiểu Thì im lặng lắng nghe, không muốn những lời tâm sự đó bị đứt đoạn. "Bởi vì em đã từng mất con. Những gì xảy ra với Thục Hương ngày hôm nay hoàn toàn tái hiện quá khứ tối tăm của em." Lúc chất vấn Dương Tùng Quân, chị có biết sự trùng hợp đớn đau nhất mà em từng trải qua là gì không? Chính là ngày anh ta cưới Thục Hương, trùng khớp với ngày con em rời khỏi thế giới này. Chị thấy có nực cười không? Vậy mà em còn muốn kết hôn với anh ta. Bây giờ nghĩ lại, đã từng chung đụng với anh ta, em cảm thấy bản thân mình thật là dơ bẩn. Nghe đến đây, Hiểu Thi đã khóc. Cô đã từng nghĩ rằng một Hứa Nguyệt Cầm vui vẻ, năng động, đầy khí chất chắc chắn là một cô tiểu thư khuê các, được cưng chiều hết lòng, một nàng công chúa tự do tự tại, được làm những gì mình yêu thích. Nhưng hóa ra không phải vậy. Hóa ra cô lại là một chú chim hoàng yến, lầm đường lạc lối. Cuộc sống này hành hạ một người như cô là được, tại sao một cô gái tốt như Nguyệt Cầm cũng bị quật lên quật xuống đến ngã quỵ? Trương Hiểu Thi ôm em chồng vào trong lòng. Cô không muốn bất kỳ ai trên đời này phải chịu cảm giác ngồi một mình trong đêm tối, tự an ủi bản thân rồi tự khóc đến thương tâm như bản thân cô. Tinh thần của Nguyệt Cầm cũng đỡ hơn phần nào, nhưng Hiểu Thi vẫn chuyên tâm hẳn, cho nên không do dự, dành toàn bộ thời gian có thể ở bên cạnh Nguyệt Cầm. Đã vài đêm cô ở lại cùng cô ấy an ủi. Con người mà, ai cũng có những thời điểm tiêu cực. Vượt qua được thì những dông tố không thể nào quật ngã nữa. Chỉ là những gì đã trải qua, mỗi khi nhớ lại giống như con dao nhọn ghim thẳng vào trái tim, từng nhát đau đớn. Quả thực thời gian này tinh thần Nguyệt Cầm cải thiện không ít, nhưng mà ngược lại tinh thần của người nào đó lại tuột xuống âm vô cực. Vợ của anh đã không trở về phòng ngủ 5 ngày rồi, tối nào cũng bám dính lấy em gái anh Nguyệt Cầm. Còn nhớ rõ buổi tối hôm đó anh ngồi đợi dài cả cổ ở phòng chờ cô xuất hiện. Sau đó điện thoại đổ chuông, anh còn chưa kịp cong môi cười, đầu dây bên kia đã vang lên câu trả lời làm cho anh đứng hình. "Hôm nay em ngủ ở phòng Nguyệt Cầm, anh ngủ sớm đi nha, ngủ ngon." "Ngủ ngon thì quái nào được, cả một tháng anh thiếu hơi vợ mà mất ngủ, sắp xếp mãi công việc mới có thể trở về, vậy mà ai ngờ đâu phải nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn, cả con danh Nguyệt Cầm kia nữa. Cho dù biết là nó có chuyện buồn thật, nhưng vợ người ta qua đó một hai ngày còn chấp nhận được, đằng này đã qua gần cả tuần rồi, anh cũng biết khó chịu chứ." Hứa Thiếu Gia ngày ngày buồn bực không yên, trừ khoảng thời gian anh đón cô từ câu lạc bộ võ thuật về thì những khoảng trống còn lại hầu như là không được chạm mặt.
về phía Dương Tùng Quân. Hứa Đình Viễn đã cho người điều tra. 3 năm trước, khi mà nhận được số tiền lớn từ ba mẹ anh, thì anh ta rời khỏi đây. Không bao lâu sau đã kết hôn. Chỉ là hai người họ làm mọi cách cũng không thể nào có con. Cho nên từ lâu đã không còn mặn mà với chuyện này nữa. Không ngờ kỳ tích lại xảy ra vào đúng thời điểm này. Đáng tiếc thật đấy. Dương Tùng Quân sau khi mà tiêu hết số tiền kia thì trở nên túng quẫn. Hết cách nên quay trở về tìm Nguyệt Cầm. Nếu mọi chuyện đúng theo kế hoạch của hắn ta thì sau khi lấy được số tiền lớn từ Nguyệt Cầm, hắn ta sẽ kéo theo vợ mình bỏ trốn. Vậy mà không ngờ ngày cuối cùng lại bị cô vợ của mình phá đám. Người như hắn ta sau khi mà trải qua cuộc sống không cần lo nghĩ thì chỉ muốn lánh nặng tìm nhẹ, cho nên đút lót vào một chi nhánh của một công ty bất động sản. Thế nhưng hắn ta lợi dụng điều đó để giả làm con dấu, tài liệu, giấy tờ quan trọng của công ty làm ăn phi pháp. Tất cả đều được anh thu thập bằng chứng đầy đủ. Bây giờ chỉ chờ ngày hắn ta lãnh hậu quả mà thôi. Bây giờ là giữa tháng 6, mặt trời giống như quả cầu lửa tỏa nhiệt liên tục. Hoàng hôn buông xuống, nắng vàng tô đậm hơn. Áng mây bồng bềnh trên trời cao, mây phủ màu đỏ cam đẹp mắt. Nguyệt Cầm ngồi trên chiếc xích đu màu trắng, đưa tầm mắt nhìn mọi thứ tối dần. Cô đã nghe tin tức của người đàn ông kia từ anh trai, cũng không biết cảm xúc bây giờ của bản thân là gì. Hỗn độn, rối rắm và có chút vô cảm. Trước mắt Nguyệt Cầm hiện ra giọt nước mắt của mẹ. Vì sự hỗn hào của cô mà bà lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Vậy mà cô còn từng cảm thấy họ nhận lại sự ghẻ lạnh của cô là do họ xứng đáng. Cô đúng là một đứa con bất hiếu, thật sự không xứng đáng được tha thứ. Từ đằng xa, có đôi vợ chồng trung niên đang tiến đến gần. Tại sao họ lại giống ba mẹ cô đến thế? Không, họ thực sự là ba mẹ cô rồi. Họ đang đến gần đây. Chỉ là đứa con gái đáng đánh như cô thực sự không có tư cách để mà đối diện. Nguyệt Cầm dè dặt đứng dậy, nén nước mắt, xoay người đi. Cô đi được 2 bước thì giọng nói dịu dàng quen thuộc của mẹ lọt vào tai. Con gái, con muốn trốn tránh ba mẹ đến bao giờ đây? Ba mẹ biết sai rồi. Năm xưa là ba mẹ không tôn trọng con, kìm kẹp con. Con tha thứ cho hai ông bà này có được không? Từ khóe mắt của cô lăn xuống dòng lệ ấm, sau đó từng dòng thi nhau lạ chã tuôn rơi. Người sai là cô, trăm sai ngàn sai cũng là do cô. Sao có thể để mẹ xin lỗi cơ chứ? Họ vì con gái mà trăn trở bao năm trời. Cô còn nhớ khi đó ba mẹ quyết định chuyển sang nước ngoài cũng đều là vì cô. Còn cô thì sao? Bỏ tất cả công việc bên đó để tránh mặt ba mẹ, tránh mặt những người thực sự quan tâm đến mình từ tận đáy lòng. Nguyệt Cầm cắn môi ngăn tiếng khóc, bờ vai thì run rẩy liên tục, không ngừng tố cáo. Cuối cùng cô không thể nào kiềm chế được mà quay người quỳ xuống ôm lấy chân mẹ nức nở. Mẹ ơi, mẹ không có lỗi gì cả, là lỗi của con, tất cả là do con. Là con gái bất hiếu, lớn thế này rồi mà còn để ba mẹ phiền lòng. Con thực sự không xứng là con của ba mẹ. Bà Huệ Như vội vàng đỡ con gái, nâng niu giống như vật chân quý. Con gái của bà, nó đau một thì bà đau 100. Trên đời này làm gì có người mẹ nào không thương con. Mắng chửi con cũng chỉ mong sao chúng nó có thể đi đúng hướng mà thôi. Con gái lớn rồi, chỉ cần mẹ thôi. Ba ơi, con sai rồi. Ông Nguyên Hoàng xoa đầu con gái, mắt ông đỏ lên, giọng nói trầm ấm, hết mực cương chiều. Không trách con, ai cũng có thể mắc sai lầm. Để mà nhận ra sửa chữa được là tốt rồi. Gia đình ba người ôm nhau khóc hồi lâu. Sau tất cả, giờ đây họ đã thấu hiểu, thay cho những nỗi trăn trở. Vậy mới nói thứ có thể chữa lành vết thương chính là thời gian. Thứ giải tỏa hiểu lầm cũng là thời gian. Trời sầm tối, hôm nay thầy giáo có việc đột xuất, cho nên Hiểu Thi không phải đến câu lạc bộ võ thuật. Biết tin, anh lập tức đến đón cô về nhà. Cả hai người vừa bước đến ngưỡng cửa thì nghe âm thanh cười đùa bên trong. Không khí vô cùng ấm áp. Cánh cửa mở rộng, anh ôm eo cô bước vào. Hai người đang ngồi trong phòng khách kia, không phải chính là ba mẹ chồng cô sao? Ba, mẹ, hai người về lúc nào mà không nói trước với con một tiếng? Con vẫn chưa kịp chuẩn bị gì. Bà Huệ Như nhìn thấy Hiểu Thi thì mỉm cười, chạy đến chỗ của cô đang đứng. Con bé này, dạo này có da có thịt rồi, xinh gái quá.
Đợt trước con ốm trơ xương ra, đã vậy còn lười ăn, cứ đủ vài miếng chống chế trước mặt hai ông bà già này rồi buông đũa. Trông xót ơi là xót. Hiểu thì ngại ngùng gãi đầu, ngày nào anh cũng ép cô ăn, không béo mới là lạ. Sau đó bà kéo cô ra ghế, không để tâm đến khuôn mặt đứa con trai cưng đang tối sầm. Tại sao ai cũng muốn cướp vợ từ tay anh cơ chứ? Cả nhà đầy đủ thành viên tụ họp ở phòng khách, ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, giống như chưa từng có những xích mích hay là xung đột. Đình Viễn dạo này chắc là tẩm bổ cho Hiểu Thi nhiều lắm có đúng không? Con lúc nào không tốt với cô ấy đâu. Mẹ nhìn anh thẳng thắn vạch trần. Mày lừa ai? Mẹ đẻ ra mày đấy. Chẳng qua là con dâu mẹ nói hiền mới không nói lại thôi. Anh nghe xong câu này chỉ có thể cười gượng, bởi nếu như không tận mắt chứng kiến cảnh cô Tần Dương Tùng Quân một trận bán sống bán chết, thì bây giờ chắc chắn anh sẽ tin lời mẹ. Hôm nay ba mẹ về đột xuất, chi bằng là chúng ta đi ăn nhà hàng cho tiện, mẹ đặt bàn xong rồi. Sau lời đề nghị đó, cả gia đình cùng nhau lái xe đến nhà hàng dùng bữa. Trong suốt quá trình ăn, thì Đình Viễn rất tự nhiên gắp thức ăn cho vợ, làm cô ngượng chín cả mặt. Mọi người trở về nhà là gần 10 giờ đêm. Nguyệt Cầm giờ đây ổn định tinh thần, nên cảm ơn Hiểu Thi thời gian qua đã ở bên cạnh. Còn nói cô nên về phòng cùng anh trai đi, nếu không anh sẽ buồn lắm đấy. Ba mẹ thì ngủ phòng riêng ở bên cạnh phòng Nguyệt Cầm. Hiểu Thi tuy có cảm giác ngại ngùng, nhưng mà em chồng của cô bây giờ đã khá hơn phần nào, nên cũng yên tâm hơn. Cánh cửa mở ra, đập vào mắt của cô là con gấu bông màu hồng đặt vị trí ngủ của Hứa Đình Viễn. Cô không nghĩ nhiều, chỉ bật cười. Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy con gấu này là quẻ so với căn phòng. Cô lấy chiếc váy ngủ lụa dài đến khuỷu chân rồi đi vào trong phòng tắm. Thời tiết dạo này nóng nực, hơn nữa có con gấu chắn ngang, chắc là anh không ôm cô đâu nhỉ. Rời khỏi phòng tắm là chuyện của 20 phút sau đó. Mái tóc dài ngang eo được cô búi gọn lên để tránh nước, nhưng vì vội nên những sợi tóc con rũ xuống, tăng thêm vài phần gợi cảm. Trên bàn làm việc, người đàn ông vẫn đang tập trung gõ phím. Cô sợ anh mệt cho nên chủ động rót cho anh cốc nước, lặng lẽ để trên bàn làm việc. Cô xoay người, sợ hành động này của cô làm anh mất tập trung nên chủ động rời đi. Chỉ là chưa kịp định hình thì bàn tay đã bị anh kéo lại. Giây tiếp theo, cả người cô bị anh bế lên ngồi trên bàn làm việc. Dưới ánh đèn sáng rực, từng góc cạnh trên gương mặt anh rõ ràng hơn bao giờ hết. Mùi hương nam tính không biết là vô tình hay cố ý mà theo cơn gió nhẹ nhàng ngoài cửa sổ chập chờn bên chóp mũi. Trái tim cùng con gái lần đầu tiên biết yêu như cô, chỉ cần nghĩ về anh thôi đã đỏ mặt tía tai, huống chi tình huống bây giờ lại gần trong gang tấc. Trái tim chưa nhảy ra ngoài là may lắm rồi. Đôi mắt của Hứa Đình Viễn quá đỗi dịu dàng, chăm chú nhìn cô tỉnh tứ. Âm thanh trầm ấm vang vang trong căn phòng rộng lớn. Cả tháng không gặp, em có nhớ anh không? Bất ngờ trước câu hỏi đó, cô lắp bắp không cất nổi tiếng. Tất nhiên là cô nhớ anh rồi, nhớ đến phát điên lên. Chỉ là cô không thể nào nói được. Cô biết giữa hai người là mối quan hệ gì, cho nên chỉ có thể giấu nhẹm đi sự nhớ nhung da diết vào trong lòng. Người con gái trước mặt không nói gì, chỉ thấy khuôn mặt đỏ ửng lên. Anh tiến đến gần, ghé sát tai cô, bộc bạch. Anh rất nhớ em, Hiểu Thi. Trái tim cô đập lên thình thịch, tim ơi là tim, mày có thể đập một cách bình thường được không? Rồi bàn tay to lớn của anh cũng không nhàn rỗi, một tay giữ gáy, một tay siết eo, thuận lợi đặt lên môi cô một nụ hôn. Bị hôn bất ngờ, cô bối rối không biết làm sao. Bàn tay nhỏ khua khua trong không trung, rồi vô tình đặt trên cánh tay đang siết eo mình, tay còn lại thì tì vào bàn thật chặt. Nụ hôn của người đàn ông không quá vồ vập, nhưng dễ dàng dẫn dắt con người ta vào thế giới hư ảo. Cô căng thẳng cắn chặt răng, anh ôm lấy gáy, khẽ nâng đầu cô lên. Hàm răng ương bướng lập tức bị hành động bất ngờ mà hé mở. Nhân cơ hội đó, anh hôn cô sâu hơn, chiếm lấy tất cả dư vị ngọt ngào trong miệng cô. Cô căng thẳng đến mức đầu óc muốn nổ tung, dường như là có cảm giác anh giống một vị chỉ huy thực thụ, chẳng qua bao lâu đã làm theo chỉ dẫn của anh rồi. Đôi nam nữ cứ như vậy giao nhau vô cùng đồng điệu, thi thoảng còn xuất hiện âm thanh
làm cho người nghe đỏ mặt tía tai. Đồng hồ treo tường cứ tích tắc vang lên, bàn tay cô đã vòng lên cổ anh từ bao giờ. Có lẽ đây là nụ hôn kéo dài nhất trong lịch sử của anh và cô từ trước đến nay. Nó chứa đựng nỗi nhớ nhung, lưu luyến và cả thứ tình cảm nhỏ bé trong cô. Khi hai người rời khỏi nhau, môi cô đã sưng tấy, tiếng thở hổn hển làm cho cô phập phồng trong lồng ngực. Thật sự là cô cảm thấy hôn nhau kiểu này khó thở vô cùng. Vừa nãy anh mà không buông ra, chỉ sợ cô tắt thở đến nơi. Hiểu Thi nghĩ lại nụ hôn cuồng nhiệt mà bất giác đỏ mặt. Cô luống cuống chạy khỏi anh, phóng lên giường chùm chăn. Làm sao mà cô có thể cùng anh? Trời đất ơi, điên mất. Hứa Đình Viễn nhìn theo bóng lưng của cô phì cười, dư vị ngọt ngào ban nãy vẫn đọng lại trên môi mỏng. Cũng may anh không tiến quá xa. Anh sợ nếu như bản thân mình quá vồ vập sẽ cho cô hoảng sợ và ám ảnh, cho nên anh sẽ để cô từ từ thích nghi. Đợi khi nào thời cơ chín mùi, anh sẽ gặt hái thành quả sau. Còn bây giờ anh phải vào trong nhà tắm xối nước lạnh. Vừa mới đùa với lửa xong, cũng may cô không phát hiện ra cơ thể anh có gì bất thường. Khi anh trở ra, cô đã ngủ rồi. Hứa Đình Viễn bước đến bàn làm việc, tiếp tục công việc của mình. Mãi đến gần sáng anh mới lên giường, bỏ con gấu bông sang bên cạnh, ôm cô gái nhỏ vào trong lòng. Dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cô không kiêng kỵ vòng tay ôm lấy anh. Sáng sớm tinh mơ, tiếng báo thức vang lên dai dẳng. Hứa Đình Viễn khẽ cau mày, rõ ràng anh có đặt báo thức đâu. Cô lập tức bật dậy, vẻ mặt vô cùng hấp tấp. Em dậy sớm làm gì thế? Ngủ thêm lát nữa đi. Cô vuốt vuốt mái tóc, đẩy cánh tay người nào đó ra, vẫn đang ghì chặt lấy eo mình, cô để sang một bên. Không được, ba mẹ ở đây, em phải chuẩn bị bữa sáng chứ. Thím Loan chuẩn bị rồi mà, em lo xa thế. Bàn chân nhỏ đặt xuống nền đất lạnh, bàn tay to lớn thì vẫn ương bướng bám dính trên eo cô. Anh điên à? Ba mẹ lâu lâu mới về một lần, hôm qua đã không thể nào vào bếp được rồi, hôm nay còn không nữa. Mẹ đánh giá em thì biết làm sao. Cô rời khỏi giường vệ sinh cá nhân, cánh cửa còn chưa kịp đóng thì người nào đó đã đẩy cửa vào, thản nhiên cùng cô đánh răng. Tất cả đồ dùng cá nhân của anh và cô đã thay mới toàn bộ. Không những thay của cô, anh còn thay luôn cho cả của mình, đồ đôi thì mới chịu cơ. Anh không ngủ thêm à? Anh lắc đầu tiếp tục đánh răng. Đánh răng xong, ánh mắt của cô như muốn đuổi anh ra ngoài. Em nhìn như vậy là có ý gì chứ? Là ý anh đang nghĩ đó. Anh cứ đứng đây, làm sao mà em có thể tiếp tục công chuyện của mình? Anh có chê em đâu. Nghe đến đây cô trực tiếp đẩy anh ra, đóng chặt cửa, hết nói nổi người đàn ông vô duyên này. Cả hai người cùng nhau bước xuống nhà là chuyện của hơn 10 phút sau đó. Thím Loan đang chuẩn bị bữa sáng, cô vào bếp giúp thím một tay. Một lát sau, ba mẹ chồng và em chồng cũng nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Vừa nhìn thấy con dâu, bà Huệ Như đã chất vấn con trai mình. Sao mà con bắt con dâu mẹ dậy sớm thế? Lỡ đêm qua con bé còn mệt thì sao? Con nói rồi đấy chứ, nhưng mà cô ấy nhất quyết đòi xuống nấu cho ba mẹ. Hiểu thì ngại ngùng gãi tai. Gia đình 5 người đang ăn vô cùng vui vẻ thì bất chợt mẹ chồng cô hỏi. Mà sao lâu vậy rồi, hai đứa con vẫn chưa có động tĩnh gì thế? Anh vuốt lưng cho cô, bởi vì thấy cô ho khủ khụ, anh bình thản giải thích. Thì cô ấy còn trẻ mà mẹ, đợi lớn thêm chút nữa rồi sinh con một thể. Cô lại ho lần hai. Anh vừa nói cái quái gì thế? Cũng may mẹ chồng cô không nghĩ nhiều, tôn trọng con cái, cho nên những vấn đề này không hỏi quá sâu. Hai ngày nữa ba mẹ ra sân bay, công việc bên đó cũng gấp rút, không thể ở lại quá lâu. Các con ở đây nhớ ăn uống, giữ gìn sức khỏe nha. Nguyệt Cầm nãy giờ im lặng, bây giờ mới lên tiếng. Ba mẹ vẫn đi sao ạ? Vì công việc thôi con. Con ở trong nước, theo anh trai con học việc hay làm gì con thích thì làm, ba mẹ đều ủng hộ cho con. Thực ra từ đêm qua, Nguyệt Cầm đã có đáp án cho chính mình. Hơn nữa cô hoàn toàn không muốn ở lại nơi đau thương này. Con đi cùng ba mẹ ạ. Bà Huệ Như và ông Nguyên Hoàng đều ngỡ ngàng. Họ không nghĩ là con gái mình vốn dĩ bướng bỉnh mà bây giờ lại nói ra câu đó. Công việc ở đây có gì không tốt sao con? Nguyệt Cầm lắc đầu mỉm cười đáp. Con cảm thấy thích khí hậu bên đó hơn,
Hơn nữa con muốn ở cùng với ba mẹ, để cho Nguyệt Cầm có thể bù đắp lỗi lầm từng gây ra cho ba mẹ. Hai ngày sau, trước khi mà lên máy bay, Nguyệt Cầm có vào viện để thăm Thục Hương. Thục Hương đã khá hơn, chỉ là tinh thần vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Nguyệt Cầm bước vào, trên tay mang theo chút đồ tẩm bổ và một giỏ hoa quả. Bên trong là một khoản tiền không nhỏ. Cô đến đây để cười nhạo tôi đấy à? Nguyệt Cầm lắc đầu, mỉm cười chua chát. Chỉ là trước khi rời khỏi mảnh đất đau thương này, đến thăm cô ấy một chút thôi mà. Hắn ta vào tù rồi, sau này không cần phải nhìn mặt kẻ khốn đó nữa. Thục Hương ngẩn người. Dương Tùng Quân vào tù rồi, kẻ hại chết đứa con tội nghiệp của cô, vào tù rồi sao? Xứng đáng lắm. Vậy tại sao cô lại đến đây? Tôi chỉ là một người bình thường, không đáng được Hứa tiểu thư quan tâm. Tấm rèm trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng khẽ lay động. Nó làm cho cô nhớ tới mình của 3 năm trước. Cô và tôi giống nhau cả thôi, đều không thể nào giữ được vật chân quý của bản thân. Tôi phải đi rồi, cô sống tốt nha. Tiếng giày cao gót chạm xuống nền nhà. Khi mà bóng lưng lặng lẽ rời xa rồi, Thục Hương chợt cảm thấy cô ấy cũng thật là tội nghiệp. Ít nhất thì cô đây còn có một danh phận chính đáng. Còn cô gái đó chờ mòn mỏi, nhớ nhung bao nhiêu năm trời, cuối cùng cũng không thể nào trọn vẹn. Hoàng hôn trải dài trên đường băng, bao trùm lên cả tiếng thông báo. Hành khách trên chuyến bay CX-648 vui lòng ra cửa khởi hành, máy bay sẽ bắt đầu mở cửa trong 10 phút tới. Nguyệt Cầm quay đầu một lần nữa nhìn, rồi bám lấy tay mẹ mình kéo hành lý bước đi. Nếu 3 năm trước Nguyệt Cầm rời khỏi đây trong mông lung vô định, thì giờ đây cô tin rằng chuyến bay này sẽ đưa cô thoát khỏi quá khứ đau thương, mở ra cuộc đời mới, chắp cánh cho tương lai tốt đẹp. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, thoáng chốc đã 2 năm sau đó. Trong căn phòng được phủ sơn màu trắng, thiết kế vô cùng hiện đại, đầy đủ tiện nghi, có một người đàn ông độ tuổi tứ tuần đang ngắm nhìn bản thiết kế ưng ý. Bản thiết kế trang sức của cô thật sự là rất bắt mắt, rất hợp với tiêu chí của chúng tôi. Màu sắc tuy không quá nổi bật, nhưng khi kết hợp lại thì vô cùng hài hòa. Cô là Trương Hiểu Thi có đúng không nhỉ? Cô gái xinh đẹp với mái tóc dài ngang lưng, uốn sóng lơi kết hợp với mái bay, váy công sở thanh lịch tôn lên từng đường cong vốn có. Cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi gật đầu. Dạ, bản thiết kế này thực sự vẫn còn có phần thiếu sót, mong trưởng phòng Lưu có thể chỉ bảo thêm. Lưu Quý Danh ngầm tán dương, bản thiết kế này thực sự khiến cho ông ta hài lòng. Tuy Trương Hiểu Thi bây giờ đang là sinh viên trong thời kỳ thực tập, nhưng mà khả năng sáng tạo và thái độ với công việc làm cho ông ta phải nhìn bằng con mắt khác. Nghe nói cô gái này đã ra trường hơn 1 năm, nhưng lại không nộp hồ sơ đến những công ty thiết kế, mà thay vào đó là chủ động xin vào những xưởng gia công, tham gia trực tiếp vào quá trình làm ra món trang sức hoàn chỉnh. Có thể nói, khi mà trở thành một nhà thiết kế thì cô đã từng là một thợ kim hoàn có kinh nghiệm rồi. Đây quả thực là một trong những nhân tài hiếm có, ông ta nhất định phải nắm giữ cho bằng được. Công ty chúng ta sắp tới sẽ ký kết hợp đồng với công ty truyền thông và giải trí nổi tiếng JQ. Có một cô diễn viên có kinh nghiệm lâu năm, nổi tiếng. Cô ấy sắp từ nước ngoài trở về. Theo tôi được biết thì cô ấy sẽ là gương mặt đại diện cho nhãn hàng thời trang danh tiếng ở trong nước. Cô thiết kế cho tôi bộ trang sức chủ đề mùa thu để cô ấy đeo trên người. Nếu cô có thể làm tốt thì cô được làm nhân viên chính thức trước 1 tháng. Lương tháng này bằng nhân viên chính thức của công ty luôn. Cô thấy thế nào? Thử thách này tuy rằng có chút khó khăn, nhưng lại là bàn đạp giúp cô thăng tiến, nên bằng mọi giá cô nhất định phải nắm lấy cơ hội ngàn năm có một. Dạ, cảm ơn trưởng phòng Lưu đã chiếu cố. Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn thành. Sau khi tan ca, Trương Hiểu Thi ra bãi đậu xe, dắt con xe máy màu trắng ra bên ngoài, cất cái túi vào trong cốp, đeo mũ bảo hiểm và nổ máy. Trời đã vào giữa thu, khí tiết dịu dàng hơn rất nhiều, không còn gắt gỏng như mùa hạ. Con đường lớn quen thuộc hiện ra trước mắt, hàng cây cổ thụ ngân hạnh trải dài cả dãy đường, lá cây chạy theo mùa thu ngả màu vàng tươi đẹp mắt, từng chiếc lá hình rẻ quạt trên cành cao vì cơn gió đồng thời thi nhau đuổi bắt
cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống đất. Tất cả cảnh đẹp động lòng người đều hoàn toàn thu vào trong tầm mắt của Hiểu Thi. Trời ngả về Tây, đường về nhà cũng không còn xa. Cô ghé vào siêu thị mua nguyên liệu chuẩn bị cho bữa tối. Xe máy được đậu yên vị ở gara. Vì sao đầu tiên đã xuất hiện cùng với ánh trăng sáng rực trên bầu trời. Trường Hiểu Thi đi vào trong nhà, đặt túi đồ lên bếp và mang túi của mình lên phòng đặt ở bàn làm việc. Bộ váy công sở thanh lịch đã được thay thế bằng cái váy suông đơn giản, thoải mái mặc nhà. Cô tẩy trang lớp son phấn, búi gọn mái tóc dài lên đến đỉnh đầu, rồi xuống nhà nấu nướng. Từng miếng sườn được áp chảo, màu sắc hài hòa, đẹp mắt. Khi vừa chín tới ngả vàng, cô gắp chúng ra đĩa, rồi phi thơm hành tỏi. Âm thanh xèo xèo kích thích mọi giác quan. Hành tỏi đều đã vàng, cô tiếp tục cho sườn vào đảo và cho thêm sốt chua ngọt là xong xuôi. Đôi mắt sáng rực nhìn những miếng sườn đang sôi quyện cùng với sốt mà tự hào. Hương thơm gây nghiện bắt đầu xâm chiếm trong không gian. Từ đằng xa, người đàn ông đĩnh đạc bước vào ngưỡng cửa, trên tay là chiếc cặp da đắt đỏ. Đôi mắt sâu thẳm theo dõi vào nhà bếp như một thói quen để tìm bóng dáng quen thuộc. Chiếc cặp da được đặt trên ghế sofa, áo vest đen nhanh chóng bao phủ lên đó. Người đàn ông rảo bước về căn bếp, từ đằng sau vòng tay ôm lấy eo của Hiểu Thi. Cô giật mình quay đầu, hóa ra là Hứa Đình Viễn. Lúc nào anh cũng bất ngờ như vậy. Nếu không phải là ngửi thấy mùi hương nam tính quen thuộc, thì chắc chắn một người đai xanh gần lên đai đỏ như cô sẽ cho kẻ làm loạn kia một cú đá để đời. Hôm nay anh về sớm thế. Người đàn ông không trả lời vội mà tự cầm vào vai cô, đặt lên cổ cô một nụ hôn. Nhớ em quá. Anh bốc phét ít thôi. Anh phì cười xoay người cô lại. Hành động bất ngờ làm cho cô còn chưa kịp thích nghi, hai tay đặt vội vàng lên kệ bếp. Bàn tay to lớn của anh yên vị trên eo nhỏ, lấy đó làm trụ để có thể hành động dễ dàng hơn. Môi cô nhanh chóng bị phủ lấy. Cô dùng sức đẩy anh ra thì bị anh bế thẳng lên mặt bếp. Không được đâu. Bỏ qua lời nói đó, anh tiếp tục càn quấy. Món ngon cô đã mất công chuẩn bị không thể nào bị hủy trong tay người đàn ông này. Cũng may anh buông cô ra kịp lúc. Khuôn mặt thoáng chốc ửng đỏ, chiếc váy suông sục sạch đi không ít. Cô nguyết anh một cái dài rồi nhảy xuống bếp. Anh với tay muốn ôm tiếp nhưng mà bị cô thẳng thừng đẩy ra. Đừng làm phiền em, thịt của em mà cháy anh cứ liệu hồn đấy. Anh không trêu chọc cô nữa, đợi cô nấu xong thì giúp cô dọn món ăn ra bàn. Từng món ăn đều được trang trí đẹp mắt hoàn hảo, quả không hổ danh là người làm về lĩnh vực nghệ thuật. Anh ngồi bên cạnh thản nhiên bóc tôm, lọc thịt bỏ vào trong bát cô như một thói quen thường ngày, xong xuôi đâu đó mới bắt đầu ăn. Hôm nay anh đi làm có mệt lắm không? Cô gắp miếng sườn vào bát anh, thuận miệng hỏi. Anh mệt lắm, em phải chăm anh nhiều hơn đấy. Cô không giấu được nụ cười hạnh phúc. Không biết từ bao giờ mà anh trở nên nhõng nhẽo giống như một đứa trẻ con thế này. Trong căn nhà rộng lớn, giờ đây chỉ có cô và anh. Thím Loan đã về quê khoảng nửa năm trước, công việc nhà bây giờ giao lại cho bên dịch vụ. Còn cô về sớm hơn anh thì đảm nhận nấu nướng. Anh mua xe cho em rồi, em tập dần đi. Không thể nào cứ đi xe máy mãi được. Bây giờ không khí ô nhiễm, bụi mịn nhiều lắm. Còn chưa nói đến tắc đường nữa. Miếng thịt đang cắn dở nhả ra. Tự dưng anh lại mua xe cho cô để làm gì? Dù sao thì anh và cô cũng sắp... Em thích đi xe máy mà. Hơn nữa em cũng chỉ vừa mua xong, làm sao có thể nói bỏ là bỏ ngay được. Hứa Đình Viễn thực sự bất lực với cái tính lì lợm ương ngạnh của cô. Trước đây khi mới ra trường, anh đã nói xin cho cô vào công ty thiết kế tốt nhất của cả nước, mà cô nhất định không chịu, lại đi vào một xưởng gia công làm kim loại. Dù bây giờ công việc của cô khá ổn, mà tại sao cô lại thà tự mình mua xe máy cũng nhất định không chịu đi ô tô? Anh đâu có để vợ mình phải thiệt thòi cái gì. Tại sao lúc nào cô cũng làm khó bản thân như vậy chứ? Em mà không tập, anh sẽ đến tận công ty đón em đấy. Nghe anh nói như vậy, cô vội xua tay. Không được, đường chúng ta đi ngược chiều nhau lắm, bất tiện vô cùng. Hứa Đình Viễn có vẻ không quan tâm đến vấn đề này, vô tư nói. Chẳng sao cả, anh nói cho em biết, em mà không tập xe thì cứ đợi ngày mai đi.
xem là xe của anh có đứng trước cổng công ty em không. Cô cắn môi dưới, không thể nào để anh xuất hiện ở công ty cô được. Anh mà ở đó, lỡ có ai nhìn thấy, sau này rất khó giải thích. Còn chưa nói tới chuyện ai trong số họ sẽ nhận ra anh, rồi cho rằng cô nhờ anh mà bước vào công ty này. Hiểu Thi im lặng hồi lâu. Tất nhiên cô biết anh cũng chỉ là có ý định quan tâm đến cô mà thôi. Nhưng thực sự cô không thể. Anh quá tốt. Nếu còn tiếp tục, sợ rằng đến khi hợp đồng kết thúc, cô không thể nào điều khiển được cảm xúc của bản thân rồi rời đi. Công việc của anh bận như vậy, thật sự không cần phiền phức đâu mà. Nghe câu nói đó, khuôn mặt của Hứa Đình Viễn hoàn toàn biến sắc. Anh cảm giác giống như có một khoảng cách nhất định giữa hai người. Đã hơn 2 năm trôi qua, chẳng lẽ trong lòng cô vẫn coi anh là người ngoài sao? Em nói như vậy là có ý gì? Anh quan tâm đến vợ mình thì có gì đâu mà phiền phức. Cảm nhận được người đàn ông đang không vui, cô đành kéo anh tới, đặt lên má anh nụ hôn thỏa hiệp. Người đâu mà hơi tí là dỗi. Người đàn ông mặt mày vừa căng thẳng, giờ đây lại cong môi cười. Cô nàng này đúng là rất biết cách lấy lòng người khác, đặc biệt là lấy lòng anh đây. Vẫn chưa đủ đâu. Em tưởng chỉ hôn anh một cái thôi là xong chắc. Cô nhét miếng thịt vào miệng anh, nhẹ nhàng đáp. Đâu có. Em không phải là không muốn đi ô tô, chỉ là anh không biết thôi. Tuy xe máy không thể nào che mưa che nắng giống như ô tô, nhưng mà ngắm cảnh rất đẹp. Em là một nhà thiết kế mà, em phải lấy ý tưởng từ thiên nhiên nữa chứ. Thấy khuôn mặt của Hứa Đình Viễn dịu hơn, cô ôm cánh tay anh tiếp tục thao túng tâm lý. Hơn nữa, những lúc tắc đường, xe máy vô cùng nhỏ gọn, dễ dàng luồn lách hơn. Đặc biệt là còn đi nhanh hơn, về nhà nấu món ngon cho anh sớm hơn còn gì nữa. Dưới tác động hết mức ngọt ngào đó, người đàn ông không ép cô phải tập xe ô tô nữa. Dù sao thì những thứ cô không thích, anh có ép, cô cũng tìm cách chống đối. Đúng là bướng bỉnh, từ xưa đến giờ mà. Màn đêm tô kín bầu trời xanh, Hiểu Thì nhìn ra ngoài ban công, lặng lẽ ngắm sao trời, trên tay xoay xoay cây bút chỉ gỗ, đang suy nghĩ ý tưởng. Thì bất chợt trước mắt cô xuất hiện một cốc trà nóng. Rất nhanh sau đó, người đàn ông ngồi xuống bên cạnh, bế cô ngồi trên đùi mình. Bị bất ngờ, cô a lên một cái. Gần đây mức độ động chạm thân mật của anh nhiều hơn bao giờ hết. Đúng là trong suốt thời gian sống chung, anh chưa từng vượt quá giới hạn với cô. Cô chỉ phỏng đoán anh muốn giữ mình cho cô ấy, cho nên những hành động quá đỗi cô sẽ tự động đẩy anh ra. Chỉ là thời gian này anh không còn xem cô có đồng ý hay là không, mà lúc nào cũng bất ngờ. Nụ hôn trên bếp, cái bế đột ngột là minh chứng rất rõ ràng. Rốt cuộc trong lòng anh đang nghĩ gì đây? Em còn đang làm việc mà. Cô lên tiếng nói. Câu nói tỏ ra không tán thành. Ngón chân nhướn xuống đất muốn đứng dậy. Tất nhiên anh biết cô định làm gì, nên ôm chặt eo cô. Cô với tay lấy giấy mà mình đang cần. Sao em không thiết kế trên máy luôn? Câu hỏi đó làm cho cô phân tâm, quên mất việc đứng dậy, đôi mắt hướng lên sao trời, khẽ thở dài. Em muốn thiết kế thủ công trước, chỉ là đang bị ý tưởng. Anh nghĩ xem có thứ gì khiến cho người ta nghĩ tới đó là mùa thu không? Cảm anh tì lên vai cô, bàn tay to lớn khẽ chạm vào vùng eo. Cô vội vàng đưa tay, ngăn cản cái tay hư đốn của anh lại, càng ngày càng làm càn rồi. Em đang rất nghiêm túc đấy. Nếu là mùa thu thì liên tưởng đến lá vàng, lá phong. Nhưng mà anh cảm thấy lá phong thì phổ biến quá rồi. Cô gật gù. Quả thực là cô đã từng nghĩ đến trường hợp này. Tự dưng trong đầu cô lại lóe lên một loại cây. Vậy anh cảm thấy lá cây ngân hạnh thế nào? Ngân hạnh sao? Anh hỏi vậy thôi. Bởi vì anh biết đôi mắt sáng rực kia đã ưng ý tưởng này rồi. Bây giờ cho dù anh có khuyên cô đổi ý tưởng thì cũng đừng mơ cô thay đổi nha. Người đàn ông hôn lên chóp vai cô, bổ sung thêm. Em thích là được rồi. Bờ môi căng mọng khẽ nở ra nụ cười, trên bầu trời có ánh trăng khuyết đang ôm vì sao sáng lấp lánh. Cô quay đầu nhìn anh, nói câu không rõ ràng ý tứ. Nhanh quá anh nhỉ. Mùi hương trên người cô giống như liều thuốc gây nghiện, cầu giận anh rơi vào con đường tình ái không lối thoát. Nhanh cái gì cơ?
Anh không vội vàng, hết sức bình thản hỏi lại, bàn tay bận mải mê sợi tóc rối của cô. Đợi chờ mãi mà cô gái nhỏ yên vị trên người anh không trả lời, anh cũng không hỏi thêm, cùng đưa mắt nhìn lên trời với cô, cùng cô bước vào thế giới tưởng tượng tươi đẹp. Em nói xem, sau này chúng ta già cùng nhau ngồi đây uống trà, kể về chuyện hồi còn trẻ thì cảm giác sẽ thế nào nhỉ? Đồng tử cô mở to, mỉm cười chua chát nhìn ánh sao đang được vầng trăng bao bọc. Ngôi sao rực rỡ đó đáng tiếc lại không phải là cô. Dạo này cô thường hay nhớ lại những ngày đầu tiên cô bước chân vào đây. Trái tim cô lúc đó trống trải, rỗng tuếch. Còn anh thì sau khi không thể nào kéo Diệu Hy về bên cạnh mình, lúc nào cũng nhìn cô bằng đôi mắt căm ghét. Tất nhiên cô biết bản thân mình có thể là bàn đạp cho hai người đó, cũng vừa là một viên đá cản đường. Cô biết ý nên né tránh anh bằng mọi cách, không hiểu sao lần nào cũng vô tình chạm mặt. Trong suốt thời gian qua, anh đối xử với cô rất tốt. Nếu như không biết trong lòng anh yêu Diệu Hy, nhiều lúc cô còn ảo tưởng người anh để tâm thực sự là cô. Ảo tưởng người anh yêu vốn dĩ là người anh đang ôm trọn trong lòng, chứ không phải là Diệu Hy. Nhưng suy cho cùng thì cô cũng là kẻ thay thế, không hơn không kém mà thôi. Được đầu bạc với người mình yêu, đúng là tốt thật đấy. Nhưng mà cô mãi mãi không có diễm phúc đó rồi. Hơn 2 năm không vì cô mà trôi chậm lại, 3 tháng nữa cũng như thế. Thời gian là liều thuốc an thần, cũng là con dao vô tình chặt đứt đi hy vọng. Có thể không, trong những ngày này cô được ích kỷ một lần. Hứa Đình Viễn không nghĩ nhiều, anh bế cô vào trong để tránh gió. Khí tiết mùa thu dễ chịu, nhưng ngồi quá lâu cũng không tốt. Hơn hết, anh không thể nào nhịn được nữa. Anh thả cô vào bàn, anh cũng đi vào trong nhà tắm luôn. Cứ giữ cái suy nghĩ, sau khi mà kết thúc hợp đồng, sẽ cho cô hôn lễ lớn. Sớm muộn gì cũng sẽ bức chết anh thôi. Mà không sao, anh đợi hơn 2 năm rồi, 3 tháng nữa có xá gì đâu. Anh biết cô bị ám ảnh khi mà đụng chạm quá thân mật, nên năm đó lập tức cho cô đi học võ để phòng thân. Khi cô có được một vài kỹ thuật cơ bản, anh mới tiếp tục ôm và hôn nhẹ. Khoảnh khắc cô có thể đánh nhau với một người khác giới, anh mới dám hôn sâu. Còn bây giờ thì những hành động thân mật, người ưu bướng như cô nhất định phải thích nghi từ từ, vồ vập quá sẽ không tốt. Chỉ còn 3 tháng nữa thôi, anh nhất định sẽ khiến cho cô trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên thế gian này, cho cô hôn lễ, mơ ước, bù đắp cho cô tất cả những bất hạnh, khó khăn trong cuộc đời cô. Đến lúc đó chắc chắn người con gái anh yêu sẽ rất vui, có phải không? Hứa Đình Viễn vẫn ở trong nhà tắm, cô thực sự có cảm giác lo lắng. Cô biết anh thường hay đi tắm sau khi mà ôm cô, mà không hiểu sao hôm nay lại lâu đến như vậy. Có phải là anh cảm thấy không vui khi tiếp xúc gần với cô không? Nếu đã không thích tại sao anh còn chủ động thân mật làm gì? Càng nghĩ cô càng không hiểu nổi, chỉ là ngồi ngoài này sốt ruột, không phải là cách hay. Cô bước tới cửa nhà tắm, đưa tay gõ nhẹ. Anh có ổn không? Có cần em giúp gì không? Từ bên trong vọng ra tiếng gầm nhẹ, có cảm giác như anh đang rất khó chịu. Cô sốt vó gõ cửa mạnh hơn. Anh mở cửa ra đi, có phải là anh ốm rồi không? Đình... Còn chưa nói xong, cánh cửa bật mở, đôi mắt của người đàn ông đục ngầu, trán chảy ra mồ hôi, cả người ngập tràn hương sữa tắm bạc hà. Phải chăng là anh ngồi bên ngoài quá lâu nên đã sốt rồi? Để em đỡ anh nha. Bàn tay mảnh khảnh của cô vừa chạm vào cánh tay rắn chắc của anh thì đã bị anh gạt phắt ra. Em đừng chạm vào. Nói xong thì anh lấy khăn tắm lau qua vệt nước trên người, vắt hở hững trên cổ. Anh lướt qua cô ngồi trên sofa, chân mở rộng, tay trái chống trán, cúi mặt xuống hồi lâu. Tuy giọng điệu của anh không phải đang gắt gỏng, nhưng mà làm cho cô hơi bất ngờ, bàn tay vẫn đang lơ lửng trên không trung. Có phải là anh cảm thấy chán ghét cô rồi không? Cô chỉ muốn quan tâm anh thôi mà. Cô thu tay về, không nói gì mà lặng lẽ ra bàn điều chỉnh đèn để mà làm việc. Cô cũng đến lúc nên biết vị trí của mình ở đâu rồi nhỉ? Ngồi một hồi lâu mà cô không thể nào tập trung được, rốt cuộc là cô bị làm sao thế này? Rõ ràng trước đây người nhấc được, buông được cũng là cô. Bây giờ để cho thứ cảm xúc khó chịu len lỏi vào trong trái tim cũng là cô. Trái tim giống như bị ai đó bóp nghẹt, thắt lại từng cơn.
Cô cất tập giấy vào trong túi, trèo lên giường nằm, không quên lấy con gấu bông to đùng chắn giữa hai người. Trước giờ anh ôm cô ngủ, có phải là bởi vì cô không chủ động ngăn cách giữa hai người không? Những điều này đáng lẽ cô nên nhận ra sớm hơn. Cơn gió heo may bất chợt ghé thăm, mang theo hơi lạnh, cô theo phản xạ khẽ thu mình. Chợt có một lớp chăn mỏng được phủ lên người. Tất nhiên cô biết người làm ra hành động này là ai. Đợi khi mà anh yên vị trên giường, cô hất tấm chăn đó ra khỏi người mình. Anh tỏ ra không quan tâm như vậy là gì chứ? Anh càng như thế, cô càng cảm thấy bản thân mình thật là thảm hại. Bàn tay anh đặt trên con gấu, đang cản mũi, định vứt sang một bên, thì cả người con gấu lập tức được cô quay sang, ôm chặt lấy. Khuôn mặt anh tối sầm, lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân mình không bằng con gấu bông vô tri. Dựa vào đâu mà nó được cô chủ động ôm, còn anh thì không? Biết sớm con gấu này trở thành kỳ đà cản mũi, thì trước đây anh đã không thèm mua nó rồi. Hứa Đình Viễn hậm hực nằm xuống giường, xoay người không một chút nào kiêng dè nhìn cô. Đúng là vô tâm vô tình, rốt cuộc anh đã làm sai điều gì mà ông trời nỡ đối xử khắc nghiệt với anh. Đã không thể nào ăn được thì thôi đi, đằng này đến nâng niu trong tay cũng bất lực như vậy. Còn cô thì hay rồi, nhắm mắt ngủ ngon lành. Sau khi mà đùa với lửa xong, anh phải tự mình dập tắt. Còn chưa nói, đám lửa hôm nay bùng lên dữ dội, suýt chút nữa là không thể nào kiềm chế. Anh chưa giải quyết xong, cô lại không biết điều gõ cửa ở bên ngoài. Anh chỉ có thể dùng sữa tắm che đi mùi hương dục vọng. Vậy mà cái chạm tay của cô làm cho anh bức bối. Nếu 3 tháng nữa còn không nhanh nhanh trôi qua, chỉ sợ anh sẽ bùng phát. Sau khi Hiểu Thi thiết kế xong bộ trang sức, lập tức gửi cho trưởng phòng xem. Trưởng phòng vừa chiêm ngưỡng bản thiết kế thì tấm tắc. Đúng là rất độc đáo. Nhìn có vẻ đơn giản nhưng toát lên sự kiêu kỳ, màu sắc hài hòa, sang trọng, rất có chất riêng. Tôi cảm thấy bộ trang sức này được ướm lên người của cô diễn viên kia sẽ là một trong những yếu tố tôn lên sự xinh đẹp của cô ấy. Hiểu Thi mỉm cười mãn nguyện, dè dặt hỏi. Trưởng phòng, em có thể đích thân được chạm khắc chi tiết của bộ trang sức này không? Em muốn tự tay hoàn thành bước này trong dự án. Tất nhiên, đây là do em tự nguyện. Thực ra cô không cần phải tốn công đến như vậy đâu. Lưu Quý Danh nói với cô nhưng lại giống như muốn hỏi. Có thể nói cô gái này thực sự rất tận tâm với công việc. Cô nhìn trưởng phòng ái ngại trình bày lý do. Bởi vì lần đầu tiên em làm dự án lớn thế này, hơn nữa đối tượng là một người nổi tiếng, em muốn dùng toàn bộ vốn liếng thực tiễn của mình để đúc kết vào trong sản phẩm. Nếu được vậy thì quá tốt. Người thiết kế đảm nhiệm luôn việc hoàn thành các chi tiết thì món trang sức này chắc chắn sẽ vô cùng hoàn hảo. Vậy tôi sẽ thử báo cáo với cấp trên, nếu được sẽ thông báo cho cô sau. Bởi vì thực ra cô chỉ là nhân viên thực tập. Tất nhiên nếu được chấp thuận, tôi sẽ không để cho cô chịu thiệt thòi đâu. Hiểu Thi cúi đầu cảm ơn trưởng phòng. Tối đó ông thông báo là yêu cầu của cô đã được thông qua. Điều này khiến cho nụ cười trên môi cô rộng nở hơn bao giờ hết. Khoảng 1 tháng sau, tất cả hoàn thành. Nhìn từ món trang sức sáng lấp lánh yên vị trong hộp mà trong lòng Hiểu Thi không khỏi tự hào. Cô hy vọng người sở hữu chúng sẽ trân trọng giá trị của nó. Một ngày sau, máy bay của nữ diễn viên nổi tiếng hạ cánh, túi trang sức mang thương hiệu JQ lập tức được đến tay người sở hữu. Trong căn phòng sáng rực, tràn ngập ánh đèn flash, một cô gái xinh đẹp đang tạo dáng chụp ảnh, trên người mang những vật phẩm vô cùng có giá trị. Chiếc vòng cổ bằng bạc đính kim cương kiểu dáng lá cây ngân hạnh là nổi bật lên đường quai xanh quyến rũ. Đôi hoa tai nhỏ nhắn phô lên sự thanh tú và cả những món sản phẩm khác nữa đều rất hợp với cô diễn viên, hợp đến kỳ lạ. Sau khi mà kết thúc buổi chụp hình, có rất nhiều người dành lời khen cho cô ấy. Bộ trang sức này hợp với chị thật đấy, hôm nay nhìn chị rất khác luôn. Em dám chắc với sự xinh đẹp này thì sẽ lên trang nhất tạp chí ngày mai. Cô nàng diễn viên tuy gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng mà trong lòng giống như trăm hoa đua nở. Cô ta khẽ đưa tay chạm vào chi tiết của chiếc vòng cổ. Quả thực đây là một kiệt tác dành riêng cho mình rồi. Hiểu Thi đang tập trung thiết kế ở trên máy, nhận được cuộc điện thoại của trưởng phòng.
bên phía quản lý của cô diễn viên kia, nói rằng họ rất hài lòng về mẫu thiết kế của cô đấy, còn muốn huy động cô về làm người thiết kế riêng cho cô diễn viên. Cô đúng là không làm tôi thất vọng, Hiểu Thi. Khóe mi cô rưng rưng từ bao giờ, cô còn đang lo sợ bên đó sẽ cho rằng thiết kế này không hợp chứ. Dạ, em cảm ơn anh nhiều lắm. Đây là tin tốt nhất em được nghe trong ngày. Đầu dây bên kia vang lên ý cười. Tin này còn vui hơn đây. Cô quên hôm nay là ngày nhận lương sao? Tôi đã chuyển cả lương và thưởng cho cô rồi đấy. Thế nha, tôi tắt máy đây, Hiểu Thi. Khuôn mặt nhỏ không giấu nổi vui mừng mà vẽ lên một đường cong. Ngay sau đó, cô gọi điện cho mẹ mình để mà khoe thành tích. Đầu dây bên kia, giọng nói hiền hậu vang lên. Đừng quá sức con nha, đổ bệnh thì mệt đình viễn đấy. Nghe thấy tên của anh, trong lòng cô tự dưng hẫng đi một nhịp. Sau ngày hôm đó, cô lúc nào cũng giữ khoảng cách với anh, lấy lý do là bận rộn công việc, xa lánh anh. Tần suất cùng anh nói chuyện cũng vì vậy mà rút ngắn. Con chuyển tiền cho mẹ rồi đấy. Năm nay Cẩm Vân cuối cấp rồi, mẹ mua gì đó bồi bổ cho con bé, để nó còn có sức ôn thi nha. Cô nghe được tiếng mẹ mình cười xòa, giọng nói trách móc nhưng cũng vô cùng tự hào. Mẹ biết rồi, nhưng mà lần sau con cứ để mà tiêu, mẹ có thiếu thốn gì đâu. Mà con nói lại với Đình Viễn, đừng mua thêm gì nữa. Năm trước nó xây lại nhà mình đẹp lắm rồi, không cần phải mua nhiều nội thất đâu. Ngày nào người ta cũng khuôn ra khuôn vào, mẹ nhìn thôi đã mệt rùm. Lần đầu tiên trong đời mẹ cô nói chuyện vui mà cô lại bật khóc. Trong lòng cô lúc này chỉ toàn là áy náy và cảm giác tội lỗi. Cô đã cho anh được những gì tốt đẹp chứ, mà tại sao lần này đến lần khác anh dành cho cô nhiều đãi ngộ đến thế? Trước đây mỗi khi làm gì đó anh sẽ hỏi cô, tất nhiên vì không muốn mắc nợ anh nên cô đều khước từ. Chẳng ngờ sau đó anh không thèm hỏi nữa, đến khi mọi thứ hoàn thành xong xuôi anh mới nói cho cô nghe, gọi là thông báo một câu. Cô nhiều lần dò hỏi anh về giá trị của những món đồ đó mà không thể nhận được một phản hồi nào. Cô tự hỏi, nếu hai người vốn dĩ chẳng là gì thì hà cớ anh phải dốc lòng. Cô phải làm thế nào đây? Làm thế nào mới có thể thỏa đáng đây? Không phải là cô chưa từng mắc nợ ai, nhưng giờ đây cô mới thực sự thấm thía câu nói, trên đời này món nợ lớn nhất đó là nợ tình cảm. Cô đã nợ anh quá nhiều, nhiều đến mức mà cô đếm không kể xiết, thậm chí cảm thấy mình không xứng đáng nhận được đãi ngộ như vậy. Sau khi tắt máy, cô ôm mặt khóc nức nở, cảm giác bất lực cứ như vậy bủa vây. Anh có thể lựa chọn không cần quan tâm cơ mà. Tại sao chứ? Anh có biết anh càng quan tâm, cô càng cảm thấy tự ti hay không? Cánh cửa mở ra, Hứa Đình Viễn thấy cô nước mắt giàn giụa, lo lắng. Anh vứt vội cái cặp ra, chạy đến bên cạnh cô. Em sao thế? Nói cho anh nghe đi, sao em lại khóc chứ? Là kẻ nào làm em không vui à? Cô lắc đầu, lau vội nước mắt. Bộ dáng thảm hại này của cô làm sao để anh nhìn thấy đây? Bàn tay anh định ôm cô vào trong lòng thì khựng lại. Gần đây cô có vẻ khá nhạy cảm, lúc nào cũng né tránh việc chạm vào người, cho nên anh chỉ đành thu tay về, ân cần hỏi han. Là ai khiến em khóc? Anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em. Em nói đi. Cánh môi mím chặt vào nhau, tuy cô đã nín hẳn nhưng mà khuôn mặt thì trông rất uất ức. Điều này giống như có ngàn chiếc kim đang ghim vào trái tim của anh vậy. Em không nói cũng được, anh có thể ôm em không? Lần đầu tiên cô thấy anh ôm mà lại còn hỏi ý nữa. Sao anh có thể dịu dàng như vậy? Dịu dàng đến mức làm trái tim của cô bấn loạn, đến mức cô đau lòng. Anh chạm vào vai cô, thấy cô không có ý đẩy ra thì lập tức ghì cô vào trong lòng, vỗ về. Không sao cả, có gì khó khăn anh sẽ giải quyết hết cho em. Em đừng khóc một mình có được không? Em khóc một mình, người đau là anh đấy, em hiểu không? Dòng lệ nóng giống như là thác lũ tuôn ra, thấm vào cái áo vest đắt tiền. Cả khuôn mặt cô đỏ ửng, miệng mếu máo khóc thành tiếng. Anh biết cô tủi thân, nhận tất cả tội lỗi về mình, ra sức dỗ dành. Anh biết rồi, là anh sai, tất cả là do anh sai. Em đừng khóc nữa, anh đau lắm. Cô nghe vậy thì càng khóc dữ tợn hơn, bàn tay bé nhỏ vòng qua eo anh ghì chặt. Ước gì anh và cô có thể mãi mãi như thế này, không có sự ràng buộc của một tờ hợp đồng, không phải là một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa.
Ước gì cô có thể can đảm bộc lộ lòng mình, ước gì trái tim anh có thể thuộc về cô. Trong lòng Hiểu Thi thực sự không biết liệu ở đâu đó trong trái tim anh có một chút nào sự tồn tại của cô không, hay là trong suốt 2 năm qua, hình bóng cô gái kia, người đã từng tổn thương anh, vẫn chiếm vị trí quan trọng. Hành động của cô và anh trong khoảng thời gian này và cả những gì nói với nhau không khác một cặp yêu đương, nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại có thế. Anh chưa bao giờ ngỏ lời, cô cũng không dám thổ lộ, cho nên cô không dám đánh cược. Lỡ đâu anh nói rằng anh đối xử tốt với cô là vì thương hại thì sao? Chỉ là vì muốn tập dần những cử chỉ ân cần để rồi sau này dành nó cho người khác thì sao? Nếu anh thực sự nói như vậy, cô phải làm thế nào? Cô sẽ trở thành một con gấu bị người ta giẫm nát và vứt vào trong thùng rác. Trước đây cô từng cho rằng giữ khoảng cách một chút thì thứ tình cảm không đáng có sẽ không bao giờ nảy sinh. Mà cuối cùng thì sao chứ? Đều đổ vỡ tan tành, tất cả trái tim cô đã trao cho anh không còn gì. Chỉ là dù cho nó có lớn đến mức nổ tung cũng buộc phải nén lại, bởi vì cô làm gì có đủ tư cách đâu. Bàn tay ấm áp kia vẫn ôm chặt lấy cô, giọng nói trầm ấm liên tục an ủi. Em không sao. Bản thiết kế của em vượt ngoài sức mong đợi, cho nên em mừng đến phát khóc. Anh không cần phải lo đâu. Hứa Đình Viễn buông cô ra, lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khóe mi. Cô đang nói dối, bây giờ lại còn biết nói dối nữa. Trong hợp đồng của chúng ta có ghi em không được lừa anh. Vốn dĩ đây chỉ là một câu nói bông đùa, nhưng mà khi nó lọt vào tai của cô lại chẳng khác nào một lời nhắc nhở. Thật mà, những lúc quá khích em hay khóc thảm thương như vậy đó. Trên khóe môi cô cố gắng nặn ra nụ cười tươi để anh nhìn thấy bộ dáng nhếch nhác của mình, đúng là mất mặt quá đi thôi. Sau này em sẽ không khóc tùy tiện như vậy nữa đâu. Nhất định sẽ không để anh nhìn thấy nữa đâu. Những ngày sau đó, cô và anh nói chuyện với nhau nhiều hơn. Anh sợ cô khó chịu nên không dám có hành động quá khích. Điều này so với việc anh tự xử lý trong nhà tắm đúng là khó khăn hơn gấp ngàn lần. Ông trời đúng là rất biết cách hành hạ người khác. Hôm nay như thường lệ, Hiểu Thi đi làm ở công ty. Cô đang tập trung cao độ vào sản phẩm thì bên ngoài có tiếng nói của trưởng phòng vang vào. Cô đồng nghiệp Thư Ly rất tò mò quay sang hỏi Hiểu Thi. Chuyện gì thế nhỉ? Giọng trưởng phòng niềm nở vô cùng. Chắc là vợ anh ấy đến thăm rồi. Thư Ly đánh vào vai của cô một cái rồi chu môi. Cái con này toàn nghĩ linh tinh không? Cô cười, cùng Thư Ly tiếp tục nghe ngóng tình hình. Nơi nào có biến, nơi đó không thể nào thiếu hai cô nàng này. Một hồi sau trưởng phòng đi vào, ráo rác nhìn xung quanh rồi hướng mắt về phía của Hiểu Thi. Vốn dĩ cô chỉ muốn hóng biến thôi, cũng chưa từng nghĩ bản thân mình là nhân vật trong câu chuyện đó. Trương Hiểu Thi, cô ra ngoài gặp tôi một chút nha. Nghe nhắc đến tên cô giật mình, nhìn sang Thư Ly đầy khó hiểu. Chắc là có nhầm lẫn gì rồi nhỉ? Đúng là tên cô rồi đấy. Đi đi, lát nữa về kể cho chị em nghe nha. Có khi nào là tôi làm sai việc gì nên sắp bị nghỉ việc rồi không? Cô gái bên cạnh nghe như vậy thì mặt tái mét. Bạn thân chuyên tám chuyện của cô ấy làm sao có thể nghỉ việc được? Hay là cậu đừng đi nữa, chắc là không phải gọi cậu đâu, Hiểu Thi. Trưởng phòng Lưu thấy hai cô gái mặt mày xanh mét thì phì cười, trực tiếp gọi thẳng tên một lần nữa. Tôi gọi cô đấy, Trương Hiểu Thi. Dám chắc lần này phải lên thớt rồi. Cô bắt tay lần cuối với Thư Ly, mong cầu chị em tốt có thể ở lại mạnh khỏe. Vừa bước ra khỏi cửa, đập vào mắt của Hiểu Thi là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô ấy tháo bỏ chiếc kính đen trên mắt rồi chìa tay ra trước mặt của cô. Hân hạnh được gặp cô. Tôi là Junia, là người được cô thiết kế trang sức. Rất vui được gặp cô Hiểu Thi. Biểu cảm trên mặt của cô lập tức thoáng hiện ra sự bất ngờ. Thật không ngờ cô lại được một người nổi tiếng để mắt tới. Vui mừng đến mức quên cả chào lại. Đến khi mà trưởng phòng khẽ hắng giọng thì cô mới hoàn hồn, lập tức đưa tay ra đáp lại. Rất vui được gặp cô Junia. Lần trước có nghe trưởng phòng Lưu nói rằng bên phía Junia muốn cô về làm thiết kế trang sức riêng. Tuy rằng đây là cơ hội tốt, nhưng mà quả thực cô không dám đánh cược. Bởi thực ra cô mới chỉ có kinh nghiệm về mảng chạm khắc,
thời gian gần đây lấn sân sang thiết kế, cho nên cô cho rằng bộ thiết kế chủ đề mùa thu đó chỉ là ăn may vì ý tưởng hợp với Junia lần này, mà lần khác thì không dám chắc. Junia ngay sau đó có nói về hợp đồng và đãi ngộ, nếu so với công ty hiện tại quả thực là gấp rất nhiều lần, thế nhưng cô lại từ chối. Junia là một diễn viên mới về nước, trước nay cô không quan tâm lắm về bên giải trí, sau lần thiết kế này mới tìm kiếm thông tin của cô ấy. Kết quả nhận về khiến cho cô có chút bất ngờ. Cô gái này mới sang nước ngoài tính đến nay là gần 3 năm. Những tác phẩm nghệ thuật trong nước không quá nhiều, những bộ phim được đóng chính đếm trên đầu ngón tay. Cụ thể là sau khi chuyển sang nước ngoài thì nhận được vai chính đầu tiên. Junia nổi tiếng đa số là nhờ khuôn mặt xinh đẹp khả ái. Từ đó cô có thể suy ra được số tiền chủ yếu của cô ấy là đến từ việc làm quảng cáo và mẫu ảnh. Tất cả những thông tin kia tất nhiên là đều vô cùng bình thường. Điều mà cô không thể tin được là Junia có một đứa con trai đã được 2 tuổi. Danh tính của cha đứa bé là một ẩn số. Thế nhưng những thông tin này không xác thực cho lắm, cho nên vẫn chưa thể xác minh có đúng hay là không. Sau khi bên quản lý của Junia thuyết phục một hồi, cô vẫn quyết định không đồng ý. Không phải là bởi vì cô không muốn, mà thực sự đây là một lần cá cược khó khăn. Nếu thành thì không sao, nếu thất bại, nhất định tất cả sẽ đổ dồn chỉ trích về phía cô. Junia tuy không biểu hiện ra ngoài, nhưng mà cô biết cô ấy không vui, cho nên lập tức cúi đầu xin lỗi. Cô biết bản thân mình từ chối sẽ khó xử cho đôi bên, nhưng mọi thứ cần phải có thời gian và đúng thời điểm, không thể nào vồ vập quá mức. Sau khi bên phía Junia rời đi, trưởng phòng Lưu lập tức trách Hiểu Thi. Cô đúng là cơ hội tốt như vậy mà không biết nắm bắt. Tôi đâu phải là người không cho nhân viên của mình có cơ hội phát triển đâu. Nghe những lời này của trưởng phòng Lưu, cô vội vàng xua tay. Không phải như anh nghĩ đâu, em chỉ cảm thấy em vẫn chưa đủ kinh nghiệm, muốn trau dồi thêm thôi. Lưu Quý Danh bất lực thở dài, dù sao thì đó cũng là lựa chọn riêng của cô nên tôn trọng thôi. Lúc này trong một căn phòng sang trọng, ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo, nhưng sự xa hoa của nơi này hiện rõ như ban ngày. Những viên ngọc quý được chạm khắc tinh xảo đặt trong phòng khách, chiếc đèn chùm giống như là thêu dệt từ những viên kim cương, ánh sáng lấp lánh. Junia đang ngồi trên chiếc ghế cao, tay tỉ vào bàn gỗ thiết kế hiện đại, đôi mắt xinh đẹp hướng ra xa nhìn tòa nhà cao tầng đối diện, khóe môi nhếch lên nụ cười. Cô cúi đầu nhìn ly rượu Lafite 1869 rồi đưa lên môi nhấp nhẹ. Dám từ chối lời đề nghị của tôi sao? Được lắm, nếu không có được vậy chi bằng đạp đổ luôn đi. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 9, cơn gió nhẹ nhàng đã trở nên khắc nghiệt hơn. Năm nay có lẽ gió lạnh đến sớm. Hứa Đình Viễn nhìn cô gái nhỏ đang mải mê làm việc mà không để ý đến bản thân mình mặc phong phanh thế nào, anh không hài lòng. Anh tiến về phía cô, trên tay mang theo một chiếc chăn đủ ấm. Sau khi đắp cho cô thì anh cũng tiện kéo ghế ngồi xuống nhìn vợ mình làm việc. Mấy cái này còn thú vị hơn cả anh sao? Anh thử đoán xem. Cô trả lời anh, mắt thì vẫn dán chặt vào màn hình máy tính, bàn tay mân mê bộ lông mềm mại của con mèo. Thế này thì rõ ràng câu trả lời quá còn gì nữa. Em có thích leo núi không? Em thích biển hơn, nhưng mà thích nhất là ở nhà nằm ngủ thôi. Người đàn ông nghe xong thì bật cười, nhìn vào màn hình máy tính, hỏi dò một lần nữa. Xem ra em rất thích nhẫn cầu hôn kiểu kim cương đính đá nhỉ? Cô mỉm cười, thành thật nói. Làm theo yêu cầu của khách thôi, em thì cần gì nhẫn cầu hôn chứ? Cô nói kia làm cho không khí trùng xuống. Cô đúng là điên rồi, sao có thể phát biểu một câu đi vào lòng đất như vậy? Cô kéo ghế đứng dậy, bế con mèo đưa cho anh, rồi bỏ đi. Trông nó giúp em nha, em đi vệ sinh. Bạn nãy em chỉ tiện miệng nói như vậy thôi, không có ý gì đâu, anh đừng nghĩ nhiều. Anh nhìn theo bóng lưng cô, rồi trầm ngâm một hồi, giơ con môn ra trước mặt, lên tiếng hỏi. Mày nói xem, chị chủ mày đang nghĩ cái gì thế? Gần đây cô ấy lạ lắm, rất giữ khoảng cách với tao. Mày còn được cô ấy ôm hôn, còn tao chỉ có thể lấy hơi cô ấy từ mày. Mày nói xem như vậy có phải là bất công lắm không?
Con mèo nhìn anh tỏ thái độ khinh thường. Rõ ràng nó là do cô cưng nựng, mà tại sao cái tính đáng ghét, khó ở lại giống anh vậy chứ? Mày còn dám lườm tao à? Khi mà anh và con Môn còn đang giao chiến bằng ánh mắt, thì cô gái nhỏ đã trở ra. Nhìn con cưng thân yêu của mình bị anh dọa nạt, cô vội vàng ôm lấy Môn vào trong lòng, đưa mắt nhìn anh. Anh làm gì bé con của em thế? Khi mà nhìn anh, ánh mắt con mèo kia ngập tràn sự ghét bỏ. Vậy mà không hiểu sao ở trong vòng tay cô nó lại tỏ ra vô cùng đáng thương. Đúng là con mèo tâm cơ. Biết vậy trước đây anh đã không cho nó ở trong nhà mình rồi. Nhưng mà nếu lúc đó anh không đồng ý, cô hụt hẫng rồi buồn rầu, cuối cùng người khó xử vẫn là anh thôi. Anh thề anh không làm gì nó cả, em tin anh đi mà. Nhìn người đàn ông giải thích trông rất buồn cười, cô chỉ đành miễn cưỡng bỏ qua cho anh. Cuộc sống này đúng là càng đơn giản thì lại càng hạnh phúc. Sau khi hoàn thành công việc cũng là đúc đồng hồ chỉ số 12, cô chạy ra ban công khóa cửa rồi đi đến giường. Ngày đầu tiên của mùa đông sắp tới rồi thì cũng là ngày. Trên cổ cô chợt có một cái gì đó mát lạnh ôm lấy. Cô giật mình nhìn xuống, là một mặt sợi dây chuyền bằng bạc hình trái tim đẹp mắt, trong đó còn có đính cả vật sáng lấp lánh, hình như là kim cương à. Cô định quay người thì từ đằng sau cánh tay rắn giỏi ôm lấy eo cô, mùi hương quen thuộc và cảm giác yên tâm bao phủ cơ thể bé nhỏ. Môi mỏng ghé sát vào tai cô thì thầm: chúc vợ yêu sinh nhật vui vẻ. Mùa đông lạnh tới rồi, nhưng không sao, em có anh. Cô hoàn toàn ngỡ ngàng. Nhớ hồi còn bé, cô chỉ có thể đứng từ sân sau, nhìn sang nhà hàng xóm sáng đèn, bài hát chúc mừng theo cơn gió bấc lọt vào tai cô. Những tháng ngày mong ngóng đó nhanh chóng qua đi, đến khi mà trưởng thành, đã không còn để tâm nữa. Năm nào cũng vậy, hầu như ngày sinh nhật đều gắn liền với tăng ca và công việc bận rộn. Người đàn ông xoay cô đối diện với mình, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh nên chỉ cúi mặt xuống. Món quà này thực sự là cô không dám nhận, nhưng lại không biết từ chối anh như thế nào. Bàn tay bé nhỏ đưa lên chạm vào mặt dây chuyền, nó sáng lấp lánh trong ánh đèn ngủ mờ nhạt, sáng đến mức có thể an ủi toàn bộ những lần tủi thân trong quá khứ của cô. Anh biết không, em chẳng có gì cả. Ngay cả quyền yêu và được yêu anh cô cũng không có. Anh nhìn cô bằng tất cả sự nuông chiều dịu dàng, hôn lên trán cô nụ hôn nhẹ nhàng rồi nói: không phải em có anh rồi sao? Em muốn gì anh cũng có thể cho em hết. Câu trả lời này làm trái tim cô giống như bóp nghẹn. Cô có anh sao? Anh là của người ta cơ mà. Khi mà cô rời đi, có lẽ thời gian sẽ dần dần xóa nhòa đoạn ký ức 3 năm ngắn ngủi của anh. Còn cô thì chỉ dám tham lam lưu giữ nó suốt cuộc đời này. Có lẽ đây là điểm sáng duy nhất trong cuộc đời cô nhỉ, trước khi mà nó hoàn toàn biến mất, cho cô được làm nó trở nên đẹp đẽ nhất. Cô cười, lần đầu tiên cô chủ động hôn môi anh. Vừa chạm đến cánh môi mỏng bạc, cô đau lòng đến mức nước mắt rơi xuống. Hành động này của cô có phải đang xếp vào loại con đàn bà vô liêm sỉ câu dẫn người đàn ông của người khác không? Nhưng mà cô không thể nào làm chủ được bản thân. Giờ đây lý trí của cô bị rút cạn rồi, nhường đường cho con tim lên ngôi. Hứa Đình Viễn, nếu anh thực sự nghĩ rằng em là một kẻ dễ dãi, hay là bất kỳ những ngôn từ gì xấu xa nhất, em cũng chấp nhận. Em thật lòng muốn nói rằng em đã yêu anh rất nhiều, nhưng mà em lại không xứng đáng với anh, một chút cũng không xứng đáng. Nụ hôn giống như cánh hoa hồng mong manh khẽ lướt qua, nó ngự trị trên môi anh, trong phút chốc đã tan biến, dường như là không thể nào chấp nhận nổi hiện thực tàn khốc khi vừa mới đặt được bước chân lên thiên đường. Anh bất chấp ôm lấy cô, tay phải giữ chặt gáy cô một lần nữa áp sát. Khác với cánh hồng mỏng manh ban nãy, nụ hôn này của anh cuồng nhiệt hơn rất nhiều. Nó chứa đựng những dằn vặt, xâm chiếm và cả sự nhớ nhung chiếm hữu. Có lẽ cô không hay biết mỗi lần cô né tránh, trong lòng anh đều không thoát khỏi cảm giác hụt hẫng và đau đớn. Cái thứ xúc cảm muốn nắm lấy nhưng sợ cô tổn thương khiến anh khó xử. Hôm nay cô chủ động làm anh không khỏi bất ngờ. Thế mà chưa gì đã muốn anh bỏ ra sao? Còn lâu mới cho cô đi dễ dàng đến như vậy. Cả cơ thể của cô bị anh điều khiển rồi. Cô bủn rủn mềm nhũn muốn gục xuống,
Giống như có dự tính từ trước, tay còn lại siết chặt eo, áp cô vào tường. Hai cơ thể dán chặt nhau, cô muốn thoát khỏi mà cũng không được. Cô đưa tay đặt lên lồng ngực anh, muốn đẩy ra, nhưng đã bị anh nắm lấy, để lên cổ mình. Cô bỏ qua việc bài xích, chủ động đón lấy nụ hôn cuồng nhiệt đó. Đâm lao thì phải theo lao, dù sao thì bây giờ cô cũng không thể nào điều khiển được bản thân mình. Người đàn ông siết eo cô chặt hơn, di chuyển về giường lớn. Chiếc gối lông vũ được kê nhanh gọn rồi đặt cô nằm xuống. Suốt cả quá trình vẫn không rời cái môi ngọt ngào cho dù chỉ là một giây. Bàn tay to lớn bắt đầu cuộc chinh phạt, từ mái tóc mềm mại xuống vành tai đỏ ửng và dừng lại ở bả vai. Anh rút dây áo cô ra để lộ bờ vai trần trắng nõn. Từ bao giờ mà môi anh đã dừng lại trên cần cổ trắng ngần, để lại đó một dấu ấn ký. Cảnh xuân hiện ra trong lớp áo màu đen càng tôn lên một cách rõ ràng. Anh không do dự mà cúi người xuống hôn lên. Lần đầu tiên cảm nhận có gì đó không đúng, trái tim cô đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài. Cảm giác giống như các mạch máu trong cơ thể lưu thông nhanh chóng hơn bao giờ hết. Bàn tay của anh vẫn đang làm loạn trên cơ thể cô. Đừng, đừng mà. Không phải bình thường chỉ cần cô nói không được thì anh nhất định sẽ dừng lại sao? Hôm nay anh giống như là điếc bẩm sinh. Cô nói câu nào anh lại càng chiếm lấy cô nhiệt tình hơn câu đó. Nếu còn tiếp tục thế này, cô sẽ bị cảm giác lâng lâng giết cho chết mất thôi. Đầu óc cô đang bay bổng trên mây, trống rỗng, không thể nào suy nghĩ được gì. Tiếng nỉ non làm cho người đàn ông dừng lại hành động. Cô giống như được giải thoát, nhưng không biết nguy hiểm mới chuẩn bị bắt đầu. Tiếng anh à đó đã khơi dậy con mãnh thú trong anh. Giọng nói của cô làm sao có thể ngọt ngào như vậy, bức anh chết mất thôi. Anh hôn môi cô, bàn tay không an phận tiếp tục chiếm lấy cảnh xuân mềm mại. Đôi mắt cô phủ lên một tầng sương, chỉ có thể đón nhận mà không thể nào phản kháng. Cũng không còn sức phản kháng nữa rồi. Còn đang đưa cô chìm vào trong đê mê thì đúng lúc này có âm thanh vang lên. Âm thanh giống như tiếng chuông cảnh tỉnh. Cô dùng một cước đẩy anh ra, mặc kệ người đàn ông ngồi ôm bụng. Cô vội vàng kéo lại cái váy ngủ hờ hững rồi mở máy, hồi hộp đến nỗi bấm nhầm mở loa ngoài. Có chuyện gì thế? Chúc mừng sinh nhật công chúa của tôi. Tuổi mới phải xinh đẹp, mạnh khỏe, nhiều tiền. Và nhớ đến thằng bạn đẹp trai này nhé. Mặt của Hiểu Thi đỏ bừng, không dám nhìn thẳng, ấp úng. Cảm ơn cậu nha. Sao thế? Giọng nói cứ giống như là đang làm chuyện xấu, bị tôi bắt gặp vậy. Bị nói trúng tim đen, cô ra sức giải thích. Điên à? Làm gì có đâu, tôi có làm gì đâu. Tôi chỉ nói vậy thôi, sao cậu phải xoắn quẩy hết cả lên. Hứa Đình Viễn nghe như vậy thì lén cười. Cô lườm anh một cái rồi tiếp tục nói với Hạo Nam. Đâu có gì đâu, muộn rồi, tôi đi ngủ trước đây. Ngủ đi. Cô tắt máy, sau đó vội vàng chạy vào trong nhà tắm, khóa chặt cửa. Người đàn ông nhìn cơ thể của mình vẫn còn đang phản ứng ngạo nghễ thì bất lực. Thằng bạn thân khốn nạn Hạo Nam chỉ toàn phá rối là giỏi thôi. Hôm nào gặp nhất định anh sẽ cho cậu ta một trận ra bã. Cô nhìn bản thân mình trong gương, đầu tóc rối bời, váy áo rục rịch, khuôn mặt không biết đỏ lên từ bao giờ. Trong lúc này cô còn không dám nhìn thẳng vào gương nữa, có cảm giác giống như vừa làm chuyện xấu, nhưng phải đứng trước tòa bị chất vấn nói ra sự thật. Thời gian giống như ngưng động, cô tự hỏi nếu lúc đó Hạo Nam không vô tình gọi, có khi nào anh và cô sẽ đi đến bước cuối cùng. Càng nghĩ càng khiến cho cô rối bời, trái tim đập loạn xạ, cô điên mất thôi. Cứ như vậy mà cô ngồi lì trong nhà tắm không ra ngoài, sợ mở cửa ra, không khí đôi bên sẽ khó xử. Hơn nữa là cô cần điều chỉnh cảm xúc, cô thật sự không hiểu nổi ban nãy tại sao lại không tránh né, ngược lại còn để mặc cho anh làm càn. Ngoài phòng ngủ, sau khi mà người đàn ông dỗ dành thằng em của mình thì đi đến trước cửa nhà tắm. Rõ ràng đã hứa với lòng chờ đến khi nào cầu hôn cô thì mới chính thức hành động. Vậy mà cô vợ nhỏ mới chỉ hôn nhẹ có một cái thôi, anh đã manh động. Mặc dù vậy, từng cái động chạm kia giống hệt như một chất gây nghiện, vướng vào rồi thì chắc chắn không còn đường lui nữa. Giờ đây anh đành gõ cửa, dỗ dành con mèo đang hoảng sợ trong nhà tắm trước. Em đi ra đi, em đã ở trong đó gần một tiếng rồi đấy, Hiểu Thi. Nghe giọng nói trầm thấp quen thuộc,
Vừa bình tĩnh lại được một chút, cô đã loạn xì ngầu hết cả lên. Thấy bên trong không có động tĩnh gì, anh tiếp tục nói. Anh thề là không đụng vào em đâu. Ban nãy là do anh không thể nào làm chủ được bản thân. Anh xin lỗi, em đừng giận mà. Không biết từ bao giờ, Hứa Đình Viễn luôn là người xuống nước trước. Không cần biết mọi chuyện đúng hay sai, anh đều lựa chọn tin tưởng cô. Ban nãy người manh động là cô, người nói câu xin lỗi nên là cô mới đúng chứ. Em ra ngoài đi, có phải là anh làm em sợ rồi đúng không? Nghe câu hỏi này, cô khựng lại và cô rất thắc mắc. Tại sao 2 năm trước, sau khi mà bị tên yêu dâu xanh kia quấy rối, bất kỳ người đàn ông nào cô cũng đề cao cảnh giác. Sau khi được học võ, cô yên tâm hơn, nhưng mà những cử chỉ giống như chạm vào từ người khác phái vẫn luôn khiến cho cô có cảm giác khiếp đảm vô hình. Duy chỉ có Hứa Đình Viễn, cô vẫn luôn luôn không hiểu tại sao, không giống cảm giác hoảng sợ, mà ngược lại trong lòng còn nảy sinh một loại xúc cảm lạ lùng, ngay đến cả bản thân cô cũng không biết đó là gì. Cô rất muốn ra ngoài, nhưng ban nãy quá hấp tấp nên quên chưa mặc lại áo bên trong, miệng vẫn đang chửi thầm kẻ nào đó không biết điều, cả gan dám ném áo của cô đi. Dẫu biết vậy, nhưng bây giờ ở lì trong này thì không phải là cách hay. Cô chỉ đành kéo cao cổ áo, ôm lồng ngực của mình mà mở cửa bước ra. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau theo dõi xong tập 4 của bộ truyện này. Hy vọng rằng nội dung hấp dẫn của tập truyện có thể khiến cho quý vị thư giãn sau những giờ phút căng thẳng trong công việc và cuộc sống. Quý vị có cảm nhận như thế nào sau khi lắng nghe xong nội dung của tập truyện này? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận để Tú Anh được biết nhé. Còn bây giờ thì Tú Anh xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện mới tiếp theo.